chương 161, đuổi ra khỏi nhà. Giờ phút này cô gái kia đang mặc quần áo mà Diệp Thu cũng vừa lúc đứng ở chỗ giường lớn. Triệu Thư Đình và Lâm Thanh Nhã vừa tiến vào thì không khí trở nên đông cứng ngay lập tức. Bầu không khí trong phòng lộ rõ hai chữ, xấu hổ, lúng túng. Sắc mặt Diệp Thu biến đổi trong nháy mắt. Này đúng thật là đáng sợ mà, lo cái gì thì cái đấy đến. Anh sốt ruột muốn cô gái này đi nhanh chính là sợ Lâm Thanh Nhã trở về tình cờ gặp được, hiện tạo thì đảo ngược lại, không những không đụng phải mà còn trực tiếp bắt gặp ở trong phòng. Mấu chốt quan trọng là cô gái kia còn đang mặc quần áo. Cho dù Diệp Thu không làm cái gì nhưng như vậy thì chỉ sợ là anh có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này. Dù sao chuyện như vậy cũng thật giống như bùn đất trông mong việc tiến vào trong đúng quần, cho dù không phải là phân thì cũng bị người ta xem là phân. Đúng như dự đoán, sau khi nhìn một màn trong gian phòng này, Lâm Thanh Nhã lập tức cười lạnh, không khí xung quanh đều đã muốn kết thành xương, nhiệt độ trong phòng giường như cũng giảm dần xuống. Audio điện tử võ tấn bền Mà Triệu Thư Đình nhìn Diệp Thu và cô gái kia, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ. Bởi vì dựa theo kế hoạch ban đầu của bà ta thì thuốc phải phát huy mãnh liệt hơn chứ. Hiện tại Diệp Thu và cô gái kia nên ở trên giường lăn lộn mới đúng. Bà ta cũng canh chuẩn thời gian mới dẫn Lâm Thanh Nhã bất ngờ đi tới dự định bắt gian tại trận, như vậy thì cho diệp thu tám cái miệng chắc chắn cũng không thể giải thích rõ ràng được mà bây giờ hai người bọn họ một trên giường một dưới đất quần áo cơ bản đầu là đang mặc trên người lẽ nào đã xong việc rồi hay là vẫn chưa bắt đầu trong lòng triệu thư đình cảm thấy rất nghi hoặc mọi chuyện vượt ngoài dự liệu của bà ta tuy nhiên bà ta nhanh chóng phản ứng lại hung hăng chừng mắt với diệp thu vội vàng làm ra vẻ vô cùng tức giận quát lớn diệp thu anh đây là đang làm cái gì vậy nhà họ Lâm tôi đâu có đối xử tệ bạc với anh đâu. Con gái tôi có chỗ nào không thể so sánh với con tiện nhân kia hả? Anh lại ở ngay dưới mí mắt con gái tôi làm ra loại chuyện này, ngay tại biệt thự của chúng tôi, lá gan của anh cũng lớn quá rồi đấy. Anh có còn để con gái tôi ở trong mắt không? Nói xong, Triệu Thư Đình vội vã nhìn về phía Lâm Thanh Nhã, cố ý xúi dục nói, con gái, con đều thấy được rồi chứ. Đây chính là cái tên đàn ông luôn miệng nói vĩnh viễn yêu thương con, đây chính là bản tính thật sự của anh ta anh ta ăn uống của con tiêu xài của con ngủ với con đến cuối cùng vẫn phản bội con loại đàn ông như này con có cần không nói thật mẹ thật sự không nhìn nổi nghe xong những lời này khuôn mặt đang cười lạnh của lâm thanh nhã lập tức trở nên lạnh lẽo hơn lạnh như băng cô nhìn về phía diệp thu trong ánh mắt đều là lạnh lùng và chán ghét thấy vậy toàn thân diệp thu run lên bởi vì loại ánh mắt này anh chỉ nhìn thấy khi anh và Lâm Thanh Nhã vừa mới kết hôn. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc này, ánh mắt Lâm Thanh Nhã khi nhìn về phía anh mặc dù vẫn còn có chút lạnh lẽo nhưng đã dịu dàng hơn nhiều. Dựa theo đà phát triển như thế thì sớm muộn gì cô cũng sẽ hoàn toàn đón nhận anh, nhưng mà bây giờ ánh mắt Lâm Thanh Nhã nhìn về phía anh lại trở về như lúc ban đầu, thậm chí còn chán ghét hơn so với lúc ban đầu, hơn nữa còn kèm theo sự thất vọng. Vậy khoảng thời gian này Diệp Thu cố gắng đều trở nên uổng phí không chỉ không khiến cho lâm thanh nhã có ấn tượng tốt với anh nhiều hơn thậm chí còn xuất hiện sự thất vọng nếu như chuyện này là sự thật anh có lỗi với lâm thanh nhã thì không nói đến nhưng mà then chốt ở đây là cái gì diệp thu cũng chưa làm điều này làm cho trong lòng diệp thu chỉ biết kêu oan anh vội vã đi lên trước nhìn lâm thanh nhã vẻ mặt uất ức nói lâm tổng em nghe anh giải thích chuyện này tuyệt đối không giống như em tưởng tượng đâu anh bị oan phải không Vậy tại sao cô bé này lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào cô ta đi dạo phố ở bên ngoài bị lạc đường sau đó tự mình đi vào nhà của chúng ta à? Hay là mẹ của tôi đưa cô ta tới? Hả? Lâm Thanh nhã chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, lạnh lùng hỏi. Cái này, anh tạm thời còn chưa có chứng cứ nhưng xin em hãy tin tưởng anh, cho anh thời gian, anh nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Sắc mặt Diệp Thu hơi thay đổi một chút, vội vã nói câu bảo đảm. Không cần phải làm vậy, Vẻ mặt Lâm Thanh Nhã vẫn rất lạnh lùng, cô lắc đầu. "Cần thiết, đầu tiên anh không xảy ra chuyện gì với cô ta cả, anh cũng là vừa mới vào đến nhà thôi." Mặc dù anh không biết cô ta vào phòng anh như thế nào nhưng vừa nãy anh đã đẩy cô ta ra ngay lập tức, đồng thời còn đưa quần áo cho cô ta để cô ta đi. "Lâm tổng, cho dù bất kể là như thế nào, xin em nhất định phải tin tưởng anh." Diệp Thu vội vã giải thích. Mặc dù trong lòng anh có thể xác định đây chính là cái bẫy của mẹ vợ Triệu Thư Đình cho mình, nhưng hiện tại anh không có bất kỳ chứng cứ nào nên không thể nói bậy, nếu không sẽ chỉ làm Lâm Thanh Nhã chán ghét mình thêm. "Diệp Thu, anh nói những lời này, chính anh có tin không? Trên thế giới này cũng không phải là không có mèo ăn vụng, huống chi thịt đều đưa đến tận miệng anh rồi, anh sẽ không ăn sao? Đừng làm trò cười nữa, còn về anh và con hồ ly tinh lẳng lơ này rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không?" tôi và con gái tôi đều nhìn thấy chân thực, anh cũng không cần phải ngụy biện. Triệu Thư Đình chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, khuôn mặt tràn đầy xem thường nói. Mẹ, tôi có ngụy biện hay không, chẳng lẽ mẹ không biết sao? Còn có tại sao cô bé này xuất hiện ở phòng tôi, mẹ phải biết rõ ràng hơn tôi chứ nhỉ? Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Triệu Thư Đình, sắc mặt âm trầm hỏi. Sắc mặt Triệu Thư Bình lập tức thay đổi một chút, bà ta hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói, anh đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu, tự anh làm chuyện gì trong lòng anh phải hiểu rõ, hỏi tôi làm cái gì. Dù sao thì lúc tôi và Thanh Nhã đi vào cũng nhìn thấy cô bé kia đang mặc quần áo, anh có thể giải thích thử xem. Chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả. Diệp Thu hít sâu một hơi, khẳng định nói. a à, phải không? Triệu Thư Đình châm chọc nở nụ cười, bà ta lập tức nhìn về phía cô gái đang ở trên giường, tối sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi, đồ dâm dê, Tôi hỏi cô, rốt cuộc cô và tên rác rưởi Diệp Thu này đã làm những gì ở trong phòng? Nói nhanh một chút, nói thật, nếu không thì tôi nhất định sẽ đánh hai con chó các người. Nghe thấy lời này, cô gái kia sợ đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch ngay lập tức, thân thể mềm mại run rẩy, vội vàng nói, "Chúng tôi, chúng tôi thật sự đã ngủ cùng nhau nhưng các người không nên trách anh Diệp, đều là tôi tự nguyện chủ động hấp dẫn anh Diệp, đều tại tôi không tốt, tôi xin các người buông tha cho anh Diệp." Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Diệp Thu lập tức chìm xuống. Ha ha ha, Diệp Thu, lần này anh còn có cái gì để ngụy biện không? Triệu Thư Đình ngửa đầu cười to đắc ý rồi lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Nhã, xúi dục cô con gái, loại đàn ông cặn bã này còn giữ lại làm cái gì nữa? Trực tiếp đuổi cổ anh ta ra khỏi nhà họ ca âm, bởi vì anh ta căn bản không xứng đáng với con. Lâm Tổng, em nhất định phải tin tưởng anh. Diệp Thu hít sâu một hơi, vội vã nhìn Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt thành thật nói. Cút! Giọng điệu lâm thanh nhã vô cùng lạnh lẽo. Hả? Cả người Diệp Thu đều sững sờ. Tôi là người làm ăn, cút ra khỏi nhà họ Lâm, từ nay về sau Lâm Thanh Nhã tôi và anh không còn quan hệ gì hết, xin mời anh lập tức cút ra khỏi biệt thự của tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã lạnh nhà tới cực điểm. Giọng điệu lạnh lùng của cô hoàn toàn chính là đang nói chuyện cùng với một người xa lạ, không có một chút tình cảm nào. Chương 162: Người đáng thương. Phù. Diệp Thu thở phào nhẹ nhõm, để cho mình bình tĩnh lại, anh lập tức lắc đầu, mặt không cảm xúc nói, không cần, bản thân tôi có thể tự đi. Nói xong, anh trực tiếp đi ra khỏi phòng. Lúc đi tới phòng khách, Diệp Thu theo bản năng nhìn thoáng qua về tầng hai, trên mặt hiện đầy bất đắc dĩ và lưu luyến, cuối cùng chỉ có thể thời dài một hơi, xoay người đi ra ngoài biệt thự. Mà vào lúc này, bên trong gian phòng của Diệp Thư chỉ còn lại Triệu Thư Đình và cô gái kia. Sau khi xác định Diệp Thu đã rời đi, Lâm Thanh Nhã cũng đã lên tầng 2 thì Triệu Thư Đình trở tay đóng cửa phòng lại, nhìn cô gái trên giường lớn, cười lạnh nói, lần này kỹ thuật diễn của cô không tệ, sau khi quay về tôi sẽ chào hỏi với sếp của cô một câu, để cho anh ta chăm sóc cô tốt một chút. Nói xong, Triệu Thư Đình móc từ trong túi của mình ra một sấp tiền mặt, trực tiếp đập vào trên người cô gái, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đây là thưởng cho cô tranh thủ thời gian rồi biến mất đi khoảng thời gian sau này cố gắng hết sức không đi ra bên ngoài tìm một chỗ trốn tạm một thời gian mặt khác nhớ giữ kín cái miệng của cô lại nghe rõ không nghe rõ rồi cô gái vội vã gật đầu rồi cất tiền đi khuôn mặt tràn đầy cảm kích nói cảm ơn bà chủ đã thưởng được rồi đi nhanh lên đi triệu thư đình vẫy tay một cái rồi lập tức xoay người lại mở cửa đi ra ngoài cô gái kia mặc quần vào cầm lấy tiền rồi vội vã rời khỏi phòng. Đi ra bên ngoài biệt thự, cô gái có tật giật mình nhìn xung quanh một lúc, xác định đằng sau không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám rời khỏi khu vườn nhỏ của biệt thự, sau đó muốn đi ra ngoài khu chung cư. Đứng lại, nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên ở bên tai cô. Nghe thấy một tiếng này, toàn thân cô gái đều không tự chủ được mà run lên, vội vã quay đầu lại nhìn. Cô chỉ thấy một bóng người đi từ trong bóng tối ra, không ai khác chính là Diệp Thu. Sắc mặt cô gái biến đổi trong nháy mắt, cô ta sợ hãi không nói hai lời lập tức vội vàng xoay người chạy. Nhưng mà cho dù cô ta có chạy nhanh hơn nữa thì chung quy lại vẫn là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Thu chứ? Chỉ trong nháy mắt Diệp Thu đã đuổi theo được cô gái, bắt lấy cánh tay cô ta. "Cứu!" Cô gái vừa định há mồm kêu cứu thì Diệp Thu vội vàng dùng tay che miệng cô ta lại sau đó mạnh mẽ lôi cô ta vào trong một rừng trúc anh anh muốn làm gì cô gái nhìn diệp thu vẻ mặt tràn đầy sợ hãi dù sao thì vừa rồi vô ta mới bôi nhọ hãm hại anh xong cô ta thật sự sợ diệp thu dưới cơn nóng giận mà giết người diệt khẩu đang làm gì sao cô nói xem diệp thu cười lạnh nói anh không phải là anh muốn giết tôi đấy chứ cô gái bị dọa cho sắc mặt trắng nhợt toàn thân bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy xem ra cô cũng biết sợ đấy nhỉ diệp thu cười lạnh anh lập tức hung hăng chừng cô gái một cái giọng điệu lạnh lẽo hỏi nói đi tại sao phải giúp triệu thư đình hãm hại tôi 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 không thể nói cho anh biết cô gái lắc đầu âm thanh run rẩy nói tôi cho cô cơ hội cuối cùng diệp thu sầm mặt lại trong mắt lấp lóe nhưng ánh mắt lạnh như băng ánh mắt anh thật sự lạnh lẽo Sắp khiến cô gái phát khóc vì sợ rồi, thân thể mềm mại run rẩy càng ngày càng dữ dội. Cô ta chưa từng thấy ánh mắt nào lạnh lẽo và đáng sợ đến như vậy, ánh mắt đó cũng như ánh mắt chết chóc của hung thú, khiến cho người ta cảm thấy run lẩy bẩy. Thậm chí cô ta còn tin rằng nếu như mình không nói thì Diệp Thu sẽ thực sự giết chết mình. Điều này làm cho cô ta đánh mất dũng khí chống cự trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói, "Tôi, tôi cũng là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ ở trong lòng, nhưng mà tôi không thể nói cho anh biết." nếu không bà triệu nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi chỉ cần cô nói rõ sự thật thì tôi có thể đảm bảo cô bình an vô sự diệp thu lạnh lùng nói chỉ bằng anh trong mắt cô gái lóe lên sự nghi ngờ không tin phải không khóe miệng diệp thu hơi nhếch lên anh đưa tay phải ra ngón trỏ và ngón giữa khép lại rồi nhẹ nhàng vung lên sang bên cạnh ngay lập tức những cây gậy trúc ở hướng hai ngón tay kia vung tới bất kể là độ lớn nào đều bị một luồng sức mạnh vô hình chặn ngang chặt đứt một màn này trực tiếp dọa cho cô gái sợ ngây người qua một lúc lâu sau lúc này cô ta mới bắt đầu trợn mắt há mồm nhìn diệp thu khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ nói anh anh biết võ sao xem như thế đi diệp thu gật đầu lập tức yếu ớt hỏi lần này dù sao thì cô cũng nên tin tưởng chứ hàm răng nhỏ của cô khẽ cắn đôi môi đỏ do so dự một lúc lâu cuối cùng cũng gật đầu cô ta nói ra nguyên do. Hóa ra cô ta tên là Thẩm Mộng Giao, vốn là một sinh viên đại học rất năng động hoạt bát, kết quả là cha của ta thích cờ bạc, thiếu nợ ông chủ sòng bạc rất nhiều tiền. Tài sản trong nhà đã bị ông ta bán hết thành tiền rồi, nên không thể làm gì khác hơn là đặt cọc Thẩm Mộng Giao cho ông chủ sòng bạc. Mà ông chủ sòng bạc này ngoài trừ mở sòng bạc còn có một nghề làm ăn khác, đó chính là giới thiệu thông tin tình nhân đến cho các đại gia đặc biệt, là kẻ thứ ba đứng giữa giới thiệu thông tin nói trắng ra một chút thì chính là tú ông. Thế nhưng ông ta chỉ là cấp cho đại gia thôi. Sau đó ở bên trong nghề này ông ta thu được một lượng lớn lợi nhuận. Cũng chính bởi vì vậy và hầu như người thuộc xã hội thượng lưu của Giang Châu đều biết ông ta là xài rất được. nhắc tới cũng khéo. Ngày buổi sáng hôm sau khi thẩm mộng dao bị cha mình đặt gọc vào trong tay ông chủ thì triệu thư đình dựa vào quan hệ của mình tìm được ông chủ sòng bạc. Bà ta muốn ông chủ sòng bạc sắp xếp cho bà ta một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp sau đó bà ta muốn dùng cái kế này hãm hại diệp thu để đuổi diệp thu ra khỏi nhà ông chủ sòng bạc thấy được công việc này ngoài thẩm mộng dao ra thì không ai thích hợp hơn tuổi tác hay sự xinh đẹp đều vô cùng phù hợp tiêu chuẩn nên ông ta đã sắp xếp cho cô ta đi đối với chuyện này vốn dĩ thẩm mộng dao kiên quyết không đồng ý nhưng ông chủ sòng bạc lại trực tiếp bắt được cha thẩm mộng dao uy hiếp cô nếu cô không đi thì sẽ ném cô xuống sông nuôi cá chỉ có khi cô ta ngoan ngoãn nghe lời phối hợp với Triệu Thư Đình hoàn thành kế hoạch thì cha cô ta mới có thể bình yên vô sự. Mặc dù thẩm mộng giao khá là căm hận việc cha mình đánh bạc, còn bán cô ta đi nhưng vì thiên tính lương lương thiên nên cô ta cũng không đành lòng nhìn người cha nuôi mình từ nhỏ đến lớn chết đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo sự sắp xếp, dốc hết toàn lực phối hợp với Triệu Thư Đình, hấp dẫn Diệp Thu. Vì vậy nên mới xảy ra một loạt sự việc trong biệt thự đó. Nghe xong thẩm mộng giao nói, sự tức giận đối với cô ta ở trong lòng Diệp Thu đã bị đánh tan hơn một nửa. Rất rõ ràng đây cũng là một cô gái số khổ, chương 163, quán ba Giang Thành. Ông chủ sòng bạc đó tên gì, cô biết không? Diệp Thu cau mày nghi hoặc nói. Không biết. Thẩm mộng dao lắc đầu, sau đó nói tôi chỉ nghe bọn thuộc hạ gọi hắn ta là anh Hào. Anh Hào sao? Diệp Thu hơi hít mắt, nhìn thẩm mộng dao, trao đổi, như vậy đi, tôi giúp cô cứu cha cô ra, hơn nữa sẽ giúp cô lấy lại khế ước bán thân và thẻ căn cước, thấy thế nào? Anh giúp tôi." Thẩm Mộng giao sừng sốt một lúc, có chút không dám tin hỏi, nhưng anh hào đó là một tên xã hội đen, dưới trướng hắn ta lại có thêm một đám đàn em, hơn nữa còn nghe nói hắn có chỗ dựa vô cùng vững chắc, anh khẳng định là vẫn muốn giúp đỡ tôi chứ? "Không sai, nhưng sau khi xong việc này, cô phải chứng minh cho vợ tôi thấy là tôi trong sạch và giữa hai chúng ta không có phát sinh bất cứ chuyện gì cả." Diệp Thu gật đầu một cái. "Chuyện của anh không thành vấn đề, nhưng anh phải nghĩ cho kỹ, chỗ anh Hào là nơi cực kỳ nguy hiểm, bất cứ ai cũng không muốn xông vào bên trong đó đâu, tôi chỉ sợ anh sẽ gặp nguy hiểm khi đi vào." Thẩm Mộng giao cao mày nhắc nhở trước. Dù gì thì cô đã từng ở bên anh Hào và biết hắn ta đáng sợ đến nhường nào. Ngay cả khi Diệp Thu thực sự biết Phó Công đi chăng nữa thì cũng lo là anh sẽ không thể chống lại được nhiều người như vậy đến lúc đó chỉ sợ anh hào được hàng trăm thuộc hạ vây quanh che chở. Coi như Diệp Thu võ công cao cường đi chăng nữa cũng phải mệt lã mà thôi. Chuyện này cô không cần phải lo lắng, dẫn đường đi, giải quyết sớm một chút rồi nhanh trở về giải thích cho vợ tôi. Diệp Thu thản nhiên nói. Được rồi, thẩm mộng giao bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hiện tại cô không có quyền lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường cho Diệp Thu. Tại quán Ba Giang Thành. Đây là một quán bar nhỏ nổi tiếng ở Giang Châu. Rất được giới trẻ ưa chuộng. Bởi vì tại đây họ có thể chút bỏ tất cả những mệt nhoài sau một ngày làm việc. Đó cũng chính là lý do khiến cho quán bar Giang Thành này trở nên vô cùng náo nhiệt vào buổi tối. Mà ở đây, cũng chính là căn cứ của anh Hào. Sau khi thẩm mộng giao đưa Diệp Thu đến, anh liền trực tiếp đẩy cửa bước vào. Âm nhạc sập sinh, những ánh đèn trói lọi. Trên sàn nhảy, nam thanh nữ tú đang điên cuồng nhảy múa. Bầu không khí tương đối nhộn nhịp, nhưng Diệp Thu và Thẩm Mộng Giao đều không có tâm trạng để thưởng thức. Cả hai đi thẳng qua sàn nhảy và đến quầy ba bên cạnh. Anh Hào đang ở đâu? Diệp Thu nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộng Giao, nghi hoặc hỏi. Xuyệt, Thẩm Mộng Giao vôi vàng ra hiệu Diệp Thu nhỏ giọng lại. Dù sao khắp quán ba này đều là người của anh Hào. Nếu để bọn họ nghe được, vậy coi như xong đời không sao đâu cô mau nói cho tôi biết hắn ta ở đâu diệp thu lắc đầu sau đó hỏi đây thẩm mộng dao không thể làm gì khác hơn là chỉ vào một cái cầu thang cách đó không xa nói anh hào thường ở lầu hai nhưng chỗ cầu thang luôn có người canh giữ chúng ta không thể đi lên được vừa nói xong thẩm mộng dao chỉ vào hai người đàn ông lực lưỡng mặc đồ màu đen đang đứng ở hai bên cầu thang đơn giản khóe miệng diệp thu hơi cong một cái ngay sau đó trực tiếp đi về phía cầu thang. Thấy vậy, sắc mặt thẩm mộng giao thay đổi ngay lập tức, cô vừa muốn đuổi theo Diệp Thu nhưng đã không kịp rồi. Bởi vì Diệp Thu đã đi đến trước cầu thang. Đứng lại, tầng trên là khu vực VIP của quán ba, anh là hội viên VIP của quán sao. Một tên áo đen to cao đưa tay ngăn Diệp Thu lại, lạnh lùng nói. Không phải VIP, tôi tới đây tìm người. Diệp Thu nhàn nhạt nói. Mày tìm ai? tên áo đen lại lạnh giọng hỏi anh hào diệp thu nhẹ giọng nói đùa gì vậy anh hào của bọn tao đâu phải người mà mày muốn tìm là tìm được mau cút đi đừng đứng đây cản đường nếu không đừng trách bọn đây không khách khí với mày tên áo đen cao to hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng nói tôi vẫn cứ muốn gặp người đấy không gặp thì không được đâu khóe miệng diệp thu hơi cong lên mặt đầy vẻ đùa cợt suốt lời anh trực tiếp nhấc chân đi lên lầu. Mày đây là muốn tìm đến cái chết rồi. Trong mắt người đàn ông áo đen vạm vỡ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, vươn tay túm lấy cổ Diệp Thu. Thấy vậy, sắc mặt thẩm mộng dao liền khẽ biến. Khi thấy người đàn ông áo đen kia dùng tay túm lấy cổ Diệp Thu, cô biết hôm nay có thể thực sự là chuyện lớn rồi. Nhưng ngay tại lúc này, Diệp Thu đột một quay đầu lại, bét miệng cười với người tên áo đen lực lưỡng kia ngay sau đó chỉ nghe một tiếng ầm tên áo đen kia còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra sắc mặt thay đổi trong nháy mắt sau đó cả người liền bay lộn nhào về phía sàn nhảy ngay lập tức phía trên sàn vang lên những tiếng thét chói tai mà tên đàn ông vạm vỡ kia sau ngã xuống liền phun ra mấy ngụm máu tươi tại chỗ không đứng lên được một màn này làm cho mọi người trên sàn nhảy vô cùng sợ hãi lập tức nhìn về phía diệp thu khốn kiếp tao giết mày người đàn ông áo đen cao lớn còn lại trực tiếp móc cây gậy cao su đeo ở hông ra nghiến răng nghiến lợi lao về phía diệp thu nhưng kết quả hắn ta cũng giống như người đàn ông lúc nãy vậy trong một giây tiếp theo cả người trực tiếp bay ra ngoài nặng nề đập vào bàn rượu ngay tức khắc chiếc bàn rượu bị đập vỡ tan tành mảnh vụn thủy tinh bắn lên tung tóe mà hắn ta cũng bị ngã trong vũng máu làm thế nào cũng không thể đứng dậy được tất cả mọi người đều giật mình khi nhìn thấy cảnh này đây là ai vậy lại dám đến quán ba giang thành để gây chuyện ư trời ạ à, anh ta dám đả thương người trong quán ba giang thành không muốn sống nữa sao đây là địa bàn của anh hào tên nhóc này nhất định gặp xui xẻo rồi tất cả mọi người đều lắc đầu khi nhìn diệp thu bởi vì trong mắt bọn họ diệp thu đã gây nên một chuyện lớn rồi là ai dám mà dám ngang ngược ở địa bàn của tao không muốn sống nữa đúng không vào thời điểm khi mọi người đang bàn luận ầm ĩ, Một giọng nói cố làm ra vẻ uy lực truyền đến từ lầu 2. Ngay sau đó, mọi người liền thấy. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi đen, trong ngực ôm một người đẹp nóng bỏng bước xuống cầu thang. Nhìn cảnh này, mọi người đều sửng sốt, ngay sau đó dối rít nhìn về phía người đàn ông trung niên với ánh mắt kính sợ. Bởi vì người đàn ông này chính là chủ quán ba, anh Hào. Khi ra đường, cái tên anh Hào này vô cùng có uy danh. Hắn ta không chỉ mở một sòng bạc lớn, mà còn cả quán ba này. Ngoài ra, hắn còn ngầm dẫn mối làm ăn cho những người có tiền, kết giao không ít những mối quan hệ. Chương 164, có gan thì đánh tao đi. Anh Hào ôm người đẹp bốc lửa xuống cầu thang, việc đầu tiên là nhìn lướt qua hai gã đàn ông áo đen vạm vỡ đang nằm dưới đất, sau đó quay lại nhìn Diệp Thu, vẻ mặt âm trầm hỏi, tên nhóc, chính cậu đánh người của tôi? Chính là tôi đây." Diệp Thu nhàn nhạt nói. "Có khí phách, tôi đây rất tán thưởng, nhưng mà, điều đó cũng không thể trở thành lý do cậu lộng hành trên địa bàn của tôi được." Anh Hạo gật đầu cười khẩy, sau đó sắc mặt chợt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, "Nói đi, muốn giữ lại tay trái hay tay phải?" Lời này vừa nói ra, mọi người ở nơi này đều hít một hơi thật sâu. Không hổ là đại ca của nhóm xã hội đen, lời nói ra nghe thật ác liệt vừa bắt đầu đã trực tiếp muốn chặt tay rồi. Lần này, tên nhóc kia đúng là gặp phải xui xẻo rồi. Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt của những người ở đây đều hiện lên vẻ hả hê trên sự đau khổ của người khác. Còn thẩm mộng dao đang đứng cạnh quầy ba, khuôn mặt nhỏ chợt biến sắc khi nhìn thấy điều này, vội vàng chạy đến, nhìn anh Hào, định nói giúp, anh Hào, chỉ là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Thẩm mộng dao, sao cô quay lại đây? Anh Hào xứng người một lúc, vẻ mặt trầm xuống hỏi, chuyện cô Triệu bên kia đã giải quyết xong chưa? Thẩm mộng giao còn chưa kịp mở miệng, khóe miệng Diệp Thu khẽ cong lên, cười lạnh nói, đương nhiên là xong rồi, tôi đây không phải đã bị vợ đuổi ra ngoài rồi đây sao? Nghe thấy những lời này, anh Hào nhíu mày, ngay sau đó rất nhanh đã phản ứng lại. Bởi vì lúc đầu Triệu Thư Đình gặp mặt hắn ta, bà ta đã trực tiếp nói rõ mục đích của mình. Cho nên đối với việc này hắn ta cũng biết rõ, chẳng qua điều mà hắn ta không nghĩ đến là, vậy mà Diệp Thu sẽ tự mình tìm đến cửa. Ngay lập tức, anh Hào cũng cười một cách đầy khinh bỉ, nhìn Diệp Thu, đầy coi thường nói, hóa ra mày chính là tên con rể rác rưởi của nhà họ Lâm. Nhìn bộ dạng đà điều của mày, nếu tao là mẹ vợ mày, tao cũng phải nghĩ cách đuổi mày ra khỏi nhà. Nói thế hóa ra ông cũng biết chuyện này. Diệp Thu nheo mắt, lạnh giọng hỏi. Ha ha ha, tất nhiên là tao biết, không chỉ biết, mà tao còn giúp mẹ vợ mày bày mưu tính ghế thuốc mà mày uống cũng chính là tao đưa cho ba mẹ vợ mày đấy thế nào có phải tác dụng rất mạnh đúng không tên anh hào té miệng cười một tiếng mặt đầy đắc y nói hóa ra lại là ông đưa vậy hôm nay tôi thật sự không có lý do gì để bỏ qua cho ông diệp thu nghe xong trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo lạnh lùng nói chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt cuối cùng của anh mà triệu thư đình lại là mẹ vợ của anh có Lâm Thanh Nhã đang ở đó, tạm thời anh không thể làm gì Triệu Thư Đình trong lúc này. Nhưng bây giờ, anh đã tìm ra một tên đầu sỏ khác, đó chính là Anh Hào. Anh Hào không chỉ cung cấp người cho Triệu Thư Đình, mà còn cấp cả thuốc. Chuyện này tuyệt đối không có cách nào để tha thứ được. "Ôi chao, thế nào, mày còn định trả thù tao sao? Đến đây đi, đừng khách sáo làm gì, để tao xem con rể phế vật của nhà họ Lâm có thể làm gì tao." Anh Hào cười đầy khinh miệt. Mặt đầy ngạo mạn nói: "Dứt lời, hắn ta tiến lên trước hai bước, đưa mặt ra trước, cố ý khiêu khích, nhóc con, bây giờ ngay tại đây tao đưa mặt cho mày đánh đấy, nếu có ngon thì cứ đánh để cho tao nhìn thử xem mày có dám không." "Đây là tự ông nói đấy." Khóe miệng Diệp Thu cong lên, mặt đầy vẻ bông đùa nói: "Đúng vậy, tao nói rồi, mày có bản lĩnh đánh tao thì cứ tới đi, đánh trên mặt tao này, ngàn vạn lần đừng khách khí." Anh hào cười đắc thắng, ngạo nghễ nói hắn ta tin rằng diệp thu sẽ không dám đánh mình suy cho cùng diệp thu cũng chỉ là một thằng ở rể không có hậu thuẫn gì giờ lại bị đuổi ra khỏi nhà không chỗ chú thân dám đánh mặt mình sao trừ khi tên nhóc đó không muốn sống nữa khi mọi người nhìn cảnh này đều cười đầy coi thường không ai nghĩ diệp thu lại dám ra tay bang tuy nhiên tại ngay lúc này một tiếng tắt thật mạnh đột nhiên vang lên lập tức trên má phải của anh Hào xuất hiện dấu vết một bàn tay đỏ như máu, ngay sau đó toàn bộ nửa mặt bên phải của hắn ta sưng lên. Mà người ra tay chính Diệp Thu. Cảnh này, trực tiếp đem thầm mộng dao và những ai có mặt tại đây đều ngây ra. Diệp Thu thực sự đã cho anh Hào một bạt tay. Đây khẳng định là đang tìm chỗ chết, phải không? Lần đầu tiên tôi thấy có người đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy, nhưng dĩ nhiên tôi cũng phải thỏa mãn yêu cầu một chút chứ diệp thu lắc lư cổ tay của mình nói với một vẻ đầy đùa cợt a à, cả người anh hào sắp phát điên hai mắt trợn trừng nhìn vào diệp thu chuẩn bị phun ra lửa giận dữ hét lên đồ rác rưởi mày dám đánh tao mày mà lại dám đánh tao sao mày có gan thì đánh thêm một cái nữa để tao nhìn thử xem tao không ngoặc kép xong lời của anh hào còn chưa nói hết bang lại một tiếng tắt thật mạnh vang lên trong nháy mắt nửa khuôn mặt còn lại của anh hào cũng sưng lên mọi người đang có mặt ở đây đều chấn động còn người suýt chút nữa rơi ra ngoài bọn họ quả thực không thể tin được có người dám tát anh hào như thế này mà còn những hai lần liên tiếp đây là ngại mình sống quá lâu sao a à, mày lại dám tiếp tục đánh tao hai mắt anh hào gắt gao nhìn diệp thu giống lên một cách đầy tức giận chính ông nói cơ mà để tôi đánh một lần nữa cho ông nhìn thử một chút cho nên tôi liền thỏa mãn cho ông. Diệp Thu nhún vai, mặt đầy vô tội nói. Tao muốn giết mày, tao hôm nay nhất định phải giết mày. Hai mắt tên anh hào như sắp phun ra lửa, cả người đều phát điên. Lập tức hắn ta trực tiếp lấy bộ đàm từ bên hông ra, giống lên, bọn mày còn ở trên đó mà vui đùa được sao, xuống đây đánh chết tên này cho tao, nhanh chóng gọi toàn bộ xuống. Nói xong, anh hào tức giận ném bộ đàm xuống đất, vỡ tan tành chỉ chốc lát sau, trên tầng hai truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Sau đó mọi người đều thấy, một nhóm đàn ông mặc áo ngắn tay màu đen lao xuống tầng một. Nhìn đội hình kia, ít nhất cũng phải có đến 30, 40 người, hơn nữa trong tay đều cầm theo vũ khí. Có ống thép, dao, dựa và gậy bóng chày. Thấy vậy, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, ngay sau đó tiếp tục nhìn Diệp Thu như một trò cười. Theo họ nghĩ, lần này diệp thu thực sự chết chắc rồi thẩm mộng giao thấy cảnh này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã khó coi đến cực điểm cô biết hôm nay cô và diệp thu nhất định đừng nghĩ đến việc yên ổn mà ra khỏi đây thật sự cảm thấy vô cùng hối hận nếu sớm biết diệp thu liều lĩnh như thế thì dù thế nào cô cũng không đưa diệp thu đến đây bây giờ có lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi nghĩ đến đây thẩm mộng giao cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng Bọn người áo đen nhanh chóng lao xuống cầu thang. Anh Hào cũng không nói thêm lời gì vô dụng, chỉ tay vào Diệp Thu, giận dữ hét lên, "Đánh, đánh chết cho tao, giết nó ngay lập tức." Ngay sau khi lời này vừa nói ra, đám người này không chút do dự, trực tiếp cầm lấy vũ khí trong tay toàn bộ lao về phía Diệp Thu. Chương 165, bảo bọn họ đến đây đi. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Mộng giao choáng váng cả người, tự tìm chỗ chết đây chính là tự tìm chỗ chết mà. Vào giờ khắc này, bất luận là thẩm mộng giao hay tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn Diệp Thu như vậy. Dù sao ước chừng ở đây khoảng 30-40 người, hơn nữa còn mang theo vũ khí. Một mình Diệp Thu lại dám chủ động nghênh đón. Điều này so với việc trực tiếp đi đầu thai có gì khác nhau cơ chứ? Lúc này, ở đây mọi người đều nhìn Diệp Thu với ánh mắt đầy sự khinh thường. Anh Hào nhìn cảnh này, nở nụ cười khinh khỉnh trên môi hừ chỉ là một tên con rể phế vật mà bầy đặt muốn chống lại đàn em của tao sao tao thấy đầu óc mày khá hài hước đấy vừa lúc tao giúp được bà triệu giải quyết triệt để mày đến lúc đó phải yêu cầu bà ta chi tiền thêm mới được cứ như thế trong ánh mắt xem thường của mọi người diệp thu vọt vào đám người trong chốc lát tất cả những vũ khí trong tay bọn họ đều hướng về phía anh chào hỏi thấy vậy xung quanh đều vang lên những tiếng cười châm chọc bọn họ cảm thấy diệp thu chắc chắn sẽ bị băm thành thịt trong tích tắc a à, rất nhanh một tiếng thét xuyên tim vang lên mọi người đều cho rằng đó là tiếng hét của diệp thu tuy nhiên đúng lúc này một người đàn ông cầm dao cắt dưa hấu bay ra khỏi đám đông và đập mạnh vào quầy ba khiến những bình rượu phía trên vỡ thành từng mảnh nhỏ thấy cảnh này ai ai cũng đều sửng sốt sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trong đám người nhìn một cái Tất cả đều được mặt ra. Chỉ thấy trong đám người đó, Diệp Thu như đang bọc một chiếc áo giáp vậy. Bất kể những người đàn ông kia có dùng vũ khí gì đi chăng nữa thì ngay cả vạt áo của Diệp Thu bọn họ cũng không đụng tới được. Ngược lại, Diệp Thu đi tới đâu, tiếng gào thét lại vang lên liên tục tới đó, nhiều tên đàn ông cao to đều ngã xuống hoặc trực tiếp bay ra ngoài. Những tên kia trước mặt Diệp Thu giống như những đứa trẻ con non dạ vậy, căn bản không có một chút sức lực chiến đấu nào cả. Về cơ bản, Diệp Thu chỉ dùng vài ba cú đấm. Không đến 10 giây, mấy chục người đều nằm la liệt dưới đất, không đứng dậy được. Trong khoảnh khắc này, cả quán ba bỗng trở nên yên tĩnh đến cực độ. Chỉ có tiếng hít khí lạnh thật sâu cùng tiếng nuốt nước bọt liên tục vang lên. Tất cả mọi người hiện tại đều sợ ngây người, cầm xém chút nữa đều rơi trên mặt đất vì kinh hãi. Trời đất quỷ thần ơi, thượng đế ơi, cuối cùng đây là cái thể loại gì cơ chứ? hàng chục người đấy. Cứ như vậy đã xong. Ngay cả tiểu thuyết cũng không khuếch đại được như vậy đâu. Điều này thật đúng là phóng đại đến mức thái quá rồi. Thẩm mộng giao nhìn bộ dạng như một chiến thần kia và nuốt nước bọt một cách điên cuồng. Cô chợt ý thức được rằng, mình có thể đã sai rồi. Diệp Thu không phải liều lĩnh, mà anh là thực sự có năng lực. Một người có thực lực như vậy thì không cần phải kiêng kỵ cân nhắc nhiều như thế. Chỉ một từ, đỉnh, là xong lập tức thầm mộng giao chợt cảm thấy hy vọng. Có lẽ với sự giúp đỡ hôm nay của Diệp Thu, anh ta thực sự có thể giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của anh Hào. Nghĩ đến đây, nội tâm của Thẩm Mộng giao thật sự rất kích động. Còn gì nữa không? Diệp Thu liếc nhìn đám người trên mặt đất, sau đó nhìn về phía anh Hào, khóe miệng cong lên một cách đầy hài hước, nếu không thì ông tự mình đến. Cả người anh Hào không tự chủ run lên, trên mặt hiện đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi hắn ta thật sự không thể tin được một người hung ác như vậy vậy mà lại hóa thành tên con rể phế vật trong miệng triệu thư đình nếu đây mà chỉ là phế vật như lời bà ta vậy còn để cho những người khác sống được sao không phải bà già triệu thư đình đó lừa mình đấy chứ nghĩ đến đây trong lòng anh hào ra sức mắng triệu thư đình sau đó hít sâu một hơi sắc mặt âm trầm nói chết tiệt hôm nay tao chỉ thất thế một chút mà mày xem đó là thật sao tao mà sợ mày ư không sợ à, vậy thì đánh đến khi nào ông sợ thì dừng. Khóe miệng Diệp Thu hiện lên một tia cười lạnh, thân hình chợt lóe lên trước khi đến chỗ Anh Hào, không nhiều lời, một cú đá mạnh vào bụng ông ta. A. À, chỉ nghe thấy một tiếng hét thật thảm thiết. Anh Hào ôm bụng, mặt đầy vẻ thống khổ quỳ xuống trước mặt Diệp Thu. Diệp Thu nhấc chân phải lên, giẫm lên vai Anh Hào, nhàn nhạt hỏi, bây giờ ông sợ chưa? Diệp Thu, mày có biết hiện tại mày đang làm gì không? Anh Hào trợn mắt nhìn thẳng vào mặt Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Bắt nạt ông đấy?" Khóe miệng Diệp Thu khẽ cong, sau đó lại nhấc chân lên, thêm một cú đá đến trước ngực anh Hào. Rắc rắc, Xương sườn của anh Hào bị gãy tại chỗ sau cú đá vừa rồi, cả người trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống bàn rượu thủy tinh, vỡ nát. A! À, tiếng thét đau thấu tim gan vang dội khắp quán ba. Thấy vậy, tất cả mọi người đều há hốc mồm dám đối xử với anh hào như vậy, thật đúng là lần đầu tiên bọn họ thấy. Diệp Thu không nhanh không chậm bước đến chỗ anh hào, nhấc chân dẫm vào vị trí gãy xương của hắn ta. Ngay lập tức khiến anh hào kêu lên thảm thiết một lần nữa. Bây giờ đã sợ chưa? Diệp Thu nhìn hắn ta từ trên cao xuống, nhàn nhạt hỏi. Diệp Thu, mày chết chắc rồi, mày có biết ai đang đứng sau lưng tao không? Nói ra tao sợ sẽ hù chết mày, sau lưng ông đây là bang liệt hỏa, mày dám hành hạ tao thế này không sợ người của bang liệt hỏa đến trả thù giúp tao sao anh hào nhìn thẳng vào diệp thu chịu đựng cơn đau dữ dội tỏ vẻ cậy mạnh giống lên lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh bang liệt hỏa ai đã ra ngoài xã hội thì hầu như đều biết đến đó chính là bang phái lớn nhất nhì ở giang bắc này thế lực vô cùng mạnh mẽ rất nhiều thành viên trong đó đông đảo đến hàng trăm nghìn người ở Giang Bắc, cơ bản không có người nào dám chọc đến. Sớm nghe nói anh Hào có hậu thuẫn vô cùng cứng cáp đằng sau. Không nghĩ đến hóa ra lại là bang liệt hỏa, lần này tất cả mọi người lại nhìn vào mắt Diệp Thu như thể họ đang nhìn vào một xác chết vậy. Bởi vì họ biết, lần này Diệp Thu hoàn toàn xong đời. Dù Diệp Thu có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, có thể một mình đánh mấy chục người. Nhưng liệu anh ta có thể đánh hết toàn bộ vài trăm hay vài nghìn người được sao? chắc chắn anh ta sẽ bị kiệt sức đến chết mà thôi. Hơn nữa, bang liệt hỏa còn có súng, con người dù nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi tốc độ của đạn được. Vì vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cho rằng, lần này Diệp Thu tuyệt đối chết chắc. Ngay cả thẩm mộng giao, người vừa đặt niềm tin vào Diệp Thu, giờ phút này sắc mặt cũng đang khó coi tới cực điểm. Bang liệt hỏa Audio điện tử võ tấn bền Chương 166, quá sức tưởng tượng vừa dứt lời, không chỉ có anh Hào ngây ngẩn, tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả Thẩm Mộng Dao đều choáng váng. Giờ phút này, ai cũng đều nhìn về phía Diệp Thu, như thể đang nhìn một tên điên vậy. Diệp Thu thực sự muốn để cho anh Hào gọi người từ bang liệt hỏa đến giúp đỡ sao? Dấu bé, không phải là điên rồi đấy chứ? Có biết bang liệt hỏa đến giúp kia là hạng người nào không? Một khi được điều động sơ sơ thôi cũng có thể phái hàng trăm người đến rồi đến khi ấy mỗi người một ngụm nước miếng đã nhấn chìm chết diệp thu rồi không thể không nói hành động này của diệp thu thật sự là quá sức tưởng tượng rồi tên này điên sao anh ta thực sự cho rằng sau khi đánh bại hàng chục nhân viên bảo vệ ở đây thì không ai địch nổi mình ư đúng đó người của bang liệt hỏa đến giúp thì người thường làm sao dám đụng đến tôi thấy tên nhóc này đúng là chưa biết mình đụng phải ai mà có kịch hay để xem rồi, chờ chút nữa khi bang liệt hỏa tới, nhóc con này chắc chắn phải khóc tại chỗ thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Diệp Thu với một ánh mắt không biết tự lượng sức mình. Ngay cả Thẩm Mộng Dao cũng không nhìn nổi nữa, bước nhanh đến bên cạnh Diệp Thu, nhỏ giọng nhắc nhở, "Diệp Thu, người đến giúp họ chính là bang liệt hỏa đấy. Anh có biết bọn chúng là hạng người thế nào không? Chờ đến lúc họ đến đây, tất cả chúng ta sẽ xong đời." "Không sao đâu." Diệp Thu cười nhạt lắc đầu một cái. Anh! Thẩm mộng giao tức giận nghiến chặt răng, nhất thời không biết phải nói thêm điều gì với Diệp Thu cho tốt nữa. Cô cảm thấy Diệp Thu thật sự quá viễn vông. Ha ha ha! Anh Hào ngửa đầu cười to đắc ý một trận, nhìn Diệp Thu, khinh thường nói, Diệp Thu ơi là Diệp Thu, đây là mày tự tìm chỗ chết, muốn trách cũng không thể trách tao được, hôm nay tao sẽ cho mày biết rằng, có vài người ở trên đời này không thể đắc tội nổi đâu. Sứt lời! Anh Hào lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số điện thoại của Hàn Dương, cầu cứu alo, có phải là bang chủ Hàn đấy không? Em là sở Hào đây, địa bàn của em đang bị đập phá, dù em có nhắc đến tên anh nó cũng không xem ra gì, xin anh nhanh chóng phái người đến đây giúp em một tay. Hàn Dương thường đến nơi này để tìm tình nhân, cho nên quan hệ của ông ta với anh Hào coi như không tệ. Nghe anh Hào nhờ giúp đỡ, ông ta liền đồng ý, hơn nữa còn bày tỏ sẽ đích thân đưa người đến đây để hỗ trợ. Anh Hào lập tức vui mừng khôn xiết, sau khi cúp điện thoại, hắn ta cao ngạo nhìn Diệp Thu nói, nhóc con, mày xong đời rồi đấy biết không? Chờ chút nữa đích thân bang chủ Hàn Dương mang người đến đây, mày cứ chuẩn bị chờ chết đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cả kinh, không nghĩ đến ngay cả Hàn Dương cũng sẽ đích thân tới. Đây chính là tay đại ca khét tiếng đấy. Nhìn quanh ở Giang Bắc này, trừ những gia tộc giàu có kia. Làm gì có ai dám khiêu khích Hàn Dương cơ chứ? Nghe nói ngay cả vô thế giới ngầm Chu Thái ở Giang Bắc còn phải cho Hàn trầm mấy phần mặt mũi. Vào lúc này, tất cả mọi người đều lắc đầu. Theo quan điểm của bọn họ, lần này Diệp Thu chắc chắn sẽ chết. Sắc mặt của Thẩm Mộng Dao cũng khó coi đến cực điểm. Bây giờ mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn, ngay đến cả thủ lĩnh của bang Liệt Hỏa cũng bị kinh động rồi hậu quả đáng sợ đến giường nào. Thẩm mộng giao thật khó mà tưởng tượng được. Cô ta càng thấy hối hận vì đã đưa Diệp Thu đến đây. Cứ thế, ước chừng khoảng 10 phút đồng hồ trôi qua. Nghe thấy tiếng bước chân rồn dập từ bên ngoài truyền vào. Hàn Dương, thủ lĩnh của bang liệt hỏa, mang theo một đám đàn em, lồng lộn đi về phía quán Ba Giang Thành. Có người đếm thử thì thấy ít nhất cũng trên 100 người. Thấy vậy, tất cả đều rụt cổ lại, trên mặt lộ rõ vẻ kính sợ. Một lão đại khét tiếng là thế nào? Đó chính là giống như lão đại Hàn Dương, khí thế rầm rộ khi xuất hiện, người bình thường không thể nào có được phong thái như vậy đâu. Vào lúc này, mọi người không kiềm được mà bắt đầu cảm thông với Diệp Thu. Đắc tội với một tay đại ca như thế. Vậy thì ngay cả ông trời cũng không thể cứu được anh ta. Bang chủ Hàn. Anh Hào thấy thế, không nhiều lời, vội vàng ninh đón, mặt đầy nịnh hót, may mà anh đến, nếu không chắc chắn toàn bộ quán ba của em sẽ bị phá hủy mất. người đâu? Hàn Dương nhíu mày nghi hoặc hỏi. ngay kia. Anh Hào nhanh chóng chỉ vào Diệp Thu. Mà Diệp Thu lúc này đang ngồi trên ghế sofa, hơn nữa còn đưa lưng quay mặt về phía cửa. cho nên Hàn Dương chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thu, nhất thời không nhận ra là ai. Cao Mày nghi ngờ nói chính là cậu ta sao? Anh Hào gật đầu vội vàng nói, đúng vậy, tên nhóc này hình như cũng có chút công phu, kiêu căng phách lối, vừa rồi em nói cho cậu ta biết chỗ dựa của em chính là anh, nhưng đoán xem cậu ta nói cái gì. Nói thế nào? Hàn Dương nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Cậu ta nói anh là đồ rác rưởi cướp chó, chỉ là tên phế vật, căn bản không đáng để trong mắt cậu ta, nếu anh dám đến, sẽ đánh đến lúc phải gọi cậu ta là ba, mới dừng, anh nói xem có tức không cơ chứ, em thì không thể nhịn được anh hào cố tình xúi dục Đúng là một con chó không biết sống chết là gì. Hàn Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, người đứng đầu bang liệt hỏa ông đây nhất định hôm nay phải xem mày là ai, ai mà lại dám thốt ra những lời ngạo mạn như thế. Nếu hôm nay không để mày phải trả giá thật đắc, thì ông đây không mang họ Hàn. Xuất lời. Hàn Dương phất tay, hung hăng mang theo thuộc hạ đi về phía Diệp Thu. Thấy vậy, tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ hả hê. Bọn họ biết sắp có kịch hay để xem. Mà khuôn mặt thầm mộng giao lúc này đã sợ đến mức trắng bệch, thân thể nhỏ nhắn bắt đầu run lẩy bẩy lên. Rất nhanh sau đó, Hàn Dương dẫn tất cả đàn em của mình đến trước mặt Diệp Thu. Thứ không biết sống chết nhà mày, không đem lão đại tao đây để vào mắt sao? Hãy xem hôm nay ông đây." Hàn Dương vừa cắn răng hung tợn nói, vừa nhìn về phía Diệp Thu đang ngồi trên ghế sofa. Tuy nhiên, khi đã nhìn rõ bộ dạng của Diệp Thu, con người ông ta gần như sắp rơi ngay tại chỗ, lời nói đến môi cũng sợ hãi đến nỗi phải nuốt vào, đầu lưới thiếu chút nữa đã bị cắn đứt. Ông ta nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Người ngồi đây hóa ra lại là Diệp Thu. Đối với ông ta mà nói, người này thực sự là một cơn ác mộng. Ngay mới hôm qua đây thôi, Diệp Thu vừa càn quét tại địa bàn chính của ông ta, ngay cả đại võ sư Trịnh Luân mà ông ta dùng rất nhiều tiền để mời đến cũng bị thương nặng bởi một cái tát của anh ta. Điều này thực sự quá khủng khiếp. Trước khi hợp tác cùng nhà họ Tiêu, Hàn Dương tuyệt đối không dám đắc tội với Diệp Thu. Thậm chí trong khoảng thời gian này, ông ta đều đóng kín cửa, trốn trong trụ sở chính vì rất sợ gặp lại Diệp Thu. Nhưng điều mà ông ta không ngờ tới là chỉ mới một ngày trôi qua, đã để cho ông ta nhanh chóng gặp lại anh tại đây. Thật đúng là khi sợ cái gì xảy ra thì cái đó đến càng nhanh mà. Đại ca Hàn, ông thật đúng là oai phong đấy. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, ngẩng đầu nhìn Hàn Dương, trên mặt mang theo vẻ bông đùa nói. Hàn Dương nghe vậy, toàn thân bất giác run lên. Ngay lập tức chỉ nghe thấy một tiếng bộp. Hàn Dương quỳ xuống ngay trước mặt Diệp Thu, run rẩy nói, "Diệp, anh Diệp, sao anh lại ở chỗ này?" Chương 167, muốn chết cũng đừng liên lụy đến tao. Ngay tại lúc này, mọi người đều nghĩ mình đang xuất hiện ảo giác nên nhìn nhầm. Bọn họ vội nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn lần nữa. Tuy nhiên, Hàn Dương vẫn đang quỳ trước mặt Diệp Thu, run lẩy bẩy, sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Làm cho tất cả đều bị sốc, con người thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Anh Hào nhìn cảnh này, cả người cũng sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng bước lên phía trước, nhìn về phía Hàn Dương vẻ mặt vô cùng khó hiểu hỏi, bang chủ Hàn, sao anh lại quỳ xuống? Không đứng vững được sao? Hay là chân không thoải mái? Nhanh để cho thuộc hạ của anh xông lên đi. Xông lên cái đầu mày, cầm mồm ngay cho ông. Hàn Dương sợ xanh mặt, vội vàng nhìn anh hào một cách đầy hung tợn. Nếu vì chuyện mà lại làm cho Diệp Thu tức giận, vậy thì ông ta đừng nghĩ đến việc sống sót ra khỏi đây ngày hôm nay. Anh Hào vô cùng bối rối khi nghe Hàn Dương hét lên với mình nhưng hắn ta không dám không nghe lời hàn dương nói nên chỉ có thể đàng hoàng mà ngậm miệng lại thấy thế lúc này hàn dương mới dám nhìn diệp thu trên mặt mang theo nụ cười đầy nịnh hót hỏi anh diệp không biết anh đến quán ba giang thành này để làm gì vậy cũng không có gì chỉ là đến giúp bạn tôi lấy lại ít đồ nhưng mà anh hào không cho hơn nữa còn gọi người đến đây dạy dỗ tôi khóe miệng diệp thu khẽ cong lên sau đó nhìn về phía hàn dương mang vẻ đùa giỡn hỏi nghe nói ông là chỗ dựa của hắn ta nghe lời này cả người hàn dương không chút tự chủ run lên vội vàng lắc đầu cười mỉa nói làm gì có chuyện đó anh diệp không biết tin đồn bậy bạ này ở đâu ra tôi cùng hắn ta không hề có tí quan hệ nào phải không vậy sao ông lại mang theo nhiều người đến đây thế khóe miệng diệp thu cong lên đầy hài hước tôi tôi đến đây để hỗ trợ cho anh diệp nghe nói anh Diệp gặp phải việc phiền toái ở quán Ba Giang Thành, nên tôi lập tức mang người tới ngay. Hàn Dương mặt dày, cười nịnh bợ nói. Không còn cách nào khác, ông ta không dám nói rằng mình đến đây để giúp anh hào dạy dỗ Diệp Thu. Nếu không hôm nay ông ta đừng hòng thoát khỏi nơi này. Hóa ra là thế à, vậy thì phải làm phiền ông rồi. Diệp Thu cầm điếu thuốc hít một hơi, nhẹ giọng nói. Hàn Dương đương nhiên hiểu ý Diệp Thu, không nói lời nào, nhanh chóng xoay người chừng mắt nhìn anh Hào, vẻ mặt u ám nói, sở Hào, mày đúng là có mắt không chồng, trêu chọc ai không trêu chọc, lại dám đụng đến anh Diệp. Tao thấy mày chán sống rồi đấy. Bang chủ Hàn, anh nói vậy là có ý gì? Anh Hào vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng, trên mặt lộ đầy vẻ khó hiểu hỏi. Còn chưa biết tao nói gì à? Thứ không biết sống chết như mày, lại dám khiêu khích anh Diệp, lại còn nói tao là chỗ dựa của mày sao? Nếu mày thật sự muốn chết thì cũng đừng kéo tao theo chứ. Hôm nay ông đây sẽ giúp anh Diệp dạy cho mày một bài học. Hàn Dương hung hăng chừng mắt nhìn anh Hào, sau đó trực tiếp ra hiệu cho thuộc hạ, chỉ về phía anh Hào, hung ác nói, đánh nó. Vâng, một loạt tiếng nói tuân theo răm rắp vang lên. Nhóm đàn em do Hàn Dương mang đến ngay lập tức lao về phía anh Hào. Anh Hào gần như sợ hãi choáng váng, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, xoay người muốn bỏ chạy. Tuy nhiên trên người hắn ta đang bị thương nên không thể chạy nhanh hơn được. Hơn nữa do quá vội vã, lòng bàn chân liền bị trượt, nhất thời cả người đều ngã trồng vó xuống đất. Khi hắn ta muốn đứng lên một lần nữa, thì nhóm thuộc hạ của Hàn Dương đã vây quanh, không nhiều lời, lập tức đá về phía anh Hào. A! À, trong khoảnh khắc này, một tiếng kêu thảm thiết trong quán ba vang lên. Những người mà Hàn Dương mang tới đều là dân côn đồ chuyên nghiệp. Bọn họ biết đánh chính xác vào nơi nào có thể gây chết người và nơi nào không. Vậy nên lần này, anh Hào thực sự rơi vào cảnh ngộ bất hạnh rồi. Tiếng kêu thảm thiết so với tiếng thọc tiết lợn còn khó nghe hơn. Tất cả những người đang xem đều cảm thấy choáng váng trước cảnh tượng này. Đây là tình huống gì cơ chứ? Không phải Bang Liệt Hóa là chỗ dựa của anh Hào sao? Hàn Dương không phải mang người đến hỗ trợ anh Hào à? sao mới đó mà đã đè đầu anh hào ra đánh vậy chứ vào giờ khác này ai cũng đều không thể bình tĩnh được anh có phát hiện ra không bang chủ của liệt hỏa không chỉ có quỳ xuống trước mặt người kia mà trên mặt còn hiện đầy sự kinh hãi có thể thấy hàn dương rất sợ anh ta đấy đúng vậy tôi cũng thấy thế xem ra tất cả chúng ta đều sai rồi thân phận của tên này không tầm thường chút nào ngay cả hàn dương cũng sợ hãi như vậy chẳng lẽ anh ta là thiếu gia của một gia tộc lớn chứ? Có thể lắm. Chấm chấm chấm, trong lúc này, mọi người đều bàn luận sôi nổi. Mà ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Thu không còn sự khinh bỉ và coi thường nữa, thay vào đó đều là kính trọng và sợ hãi. Dẫu sao thì một người có thể làm cho Hàn Dương sợ hãi như vậy, tuyệt đối không phải thứ mà bọn họ có thể chọc vào. Thẩm mộng giao đứng một bên nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy sự kinh ngạc cuối cùng bây giờ cô ta đã hiểu diệp thu không phải là liều lĩnh cũng không phải làm việc quá sức tưởng tượng mà thực sự là vô cùng có năng lực cũng chính vì vậy anh mới có thể bỏ qua mọi thứ xung quanh và luôn chấn định như thường thẩm mộng giao không khỏi cảm thấy tò mò về thân thế của diệp thu anh chàng này không phải là người ở rể của nhà họ lâm sao hơn nữa còn không được nhà họ lâm đối xử tốt làm thế nào mà anh ta có thể có nhiều sức mạnh như vậy điều này làm cho thẩm mộng dao không nghĩ ra được rất nhanh sau đó anh hào bị người của hàn dương đánh tới tấp không còn ra hình người nếu tiếp tục đánh nữa chắc chắn không thể không chết thấy vậy diệp thu khoát tay một cái nhàn nhạt, nhạt nói thôi được rồi dừng tay lại cho tao hàn dương vội vàng nói với thuộc hạ nghe thấy mệnh lệnh của hàn dương những tên thuộc hạ mới dừng lại bang chủ hàn làm ơn làm ơn đừng đánh tôi nữa anh hào kéo lê thân thể đầy đau đớn nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hàn dương khóc lóc cầu xin tha thứ mày xin nhầm người rồi hàn dương liếc nhìn anh hào một cái lạnh lùng nói nghe vậy anh hào sửng sốt trong giây lát sau đó đột nhiên tỉnh ngộ vội vàng lê đến trước mặt diệp thu hướng về phía diệp thu dập đầu ba cái cầu xin sự tha thứ anh diệp em biết mình sai rồi xin anh đừng để bọn họ đánh tôi nữa tôi sẽ bị đánh chết mất Tôi trên có một mẹ già 80 tuổi, dưới còn một đứa con vừa mới đầy tháng. Tôi không thể chết được." Vừa nói, anh Hào vừa khóc sướt mướt, mắt mũi tèm nhèm, trông thật đáng thương. "Bây giờ sợ chết rồi à? Vừa mới nãy điên cuồng lắm cơ mà." Khóe miệng Diệp Thu cong lên, mặt đầy ý vị hỏi. "Anh Diệp, trước đây em có mắt như mù, không nhận ra anh, em thành thật xin lỗi, anh muốn em làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ xin anh cho em một con đường sống được không?" chương 168, tạm thời nhẫn nhịn. Bố tôi đâu, ông mau thả bố tôi ra. Thẩm mộng giao lấy can đảm nói. Dù sao bây giờ có Diệp Thu làm chỗ dựa cho cô, cô không còn sợ anh hào nữa. Thả, tôi sẽ lập tức thả ông ta ra ngay. Hắn ta dĩ nhiên không dám có ý kiến gì, vội lấy điện thoại từ trong lồng ngực ra, ra lệnh với đầu dây điện thoại bên kia, tên khỉ kia, mau đưa thẩm vạn sơn ra ngoài, mang thêm thẻ căn cước cùng khế ước bán thân của thẩm mộng giao xuống đây. Nói xong, anh Hào liền cúp máy. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông trông giống hệt khỉ đột mỏ nhọn, mang theo một người đàn ông trung niên tóc hoa dâm, dâu xồm xoàm từ tầng 2 bước xuống. Tên khỉ kia, nhanh lên được không? Mày muốn tao chết hả, còn chậm như vậy? Anh Hào hung hăng trừng mắt, tức giận mắng người đàn ông trông giống khỉ đột kia. Hắn ta thực sự sợ Diệp Thu sẽ mất kiên nhẫn, sau đó lại đè mình ra đánh một trận nữa. Tên khỉ nhìn chiến trận dưới này, lập tức tự hiểu chuyện gì đã xảy ra, không dám nhiều lời, vội vàng mang người đàn ông trung niên đến bên cạnh chỗ Anh Hào, nói một cách cung kính, "Anh Hào, Thẩm Vạn Sơn em mang đến rồi đây, còn cái này là thẻ căn cước và khế ước bán thân của cô Thẩm Mộng Dao." Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một thẻ căn cước và một tập hợp đồng văn kiện đưa cho Anh Hào. Anh Hào nhanh chóng nhận lấy, rồi đưa lại cho Thẩm Mộng Dao một cách đầy khúm núm. Sau khi xác nhận đó là đồ của mình, Thẩm Mộng giao thuận tay xé khế ước thành từng mảnh vụn, sau đó nhìn Thẩm Vạn Sơn, thở dài và hỏi: "Ba, ba không sao chứ?" Thẩm Vạn Sơn từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không dám ngẩng lên. Nghe thấy lời này, ông mới dám nhìn lên. Thấy cảnh tượng trước mắt, Thẩm Vạn Sơn ngẩn ra, vẻ mặt sững sờ hỏi: "Giao giao, có chuyện gì vậy?" "Chuyện rất phức tạp, con không thể giải thích ngay bây giờ được." chờ đến lúc ra khỏi đây con sẽ từ từ nói cho ba nghe. Thẩm mộng giao cau mày nói. Ngay sau đó, cô quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, hít một hơi thật sâu rồi nói anh. Anh Diệp, tôi đã lấy được những thứ mình cần rồi, chúng ta đi được chưa? Chắn chắc là không còn vấn đề gì nữa đúng không? Diệp Thu nhàn nhạt hỏi. Không vấn đề gì. Thẩm mộng giao nhanh chóng lắc đầu. Diệp Thu hút xong ngụm thuốc còn lại, dì bàn chân dập tắt tàn thuốc trên mặt đất, sau đó đứng lên, nhẹ giọng nói, vậy đi thôi. Lời vừa dứt, Diệp Thu đi ra ngoài quán ba mà không hề nhìn lại. Hàn Dương và anh Hào đang quỳ dưới đất khi nhìn thấy cảnh tượng này đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cung kính nói anh Diệp đi thong thả. Ba, chúng ta đi nhanh lên. Thẩm mộng giao vội vàng bước tới nắm lấy tay thẩm vạn sơn, đuổi theo Diệp Thu. Sau khi ba người bước ra khỏi quán ba, hàn dương và anh hào thở dài nhẹ nhõm một hơi như chút được gánh nặng hàn dương vẫy tay ra hiệu kêu thuộc hạ đỡ anh và anh hào từ mặt đất đứng lên sau đó nhìn anh hào hỏi chú mày không sao chứ không không sao anh hào vội lắc đầu hy vọng chú mày cũng đừng trách tôi đối với tình huống vừa rồi tôi cũng không còn cách nào khác mà phải làm như vậy nếu không cả tôi và chú mày đều xong đời rồi hàn dương có chút áy náy nói em hiểu mà anh hào nhanh chóng gật đầu sau đó nhìn về phía hàn dương mặt đầy khó hiểu hỏi hàn ban chủ hàn diệp thu này đến tột cùng có lai lịch gì vậy cậu ta không phải chỉ là người ở rể của nhà họ lâm thôi sao tại sao ngay cả anh cũng không dám đắc tội làm tôi sợ không phải lai lịch của cậu ta mà là năng lực của cậu ta khiến tôi thật sự rất kinh hãi trước đây ngay tại trụ sở chính đại sư phụ trịnh luân cũng bị đánh bại dưới tay cậu ta sắc mặt hàn dương u ám nói hả anh hào nhất thời hít một hơi khí lạnh mặt đầy khiếp sợ nói kinh khủng như vậy sao bởi thế tôi chỉ có thể né tránh và nhấn nhịn cậu ta thôi nhưng đây chỉ là cách tạm thời tôi đã phái người liên hệ với nhà họ tiêu ở giang bắc một khi nhà họ tiêu đồng ý kết giao thì đến lúc đó tên nhóc này nhất định không thể sống nổi ánh mắt hàn dương lóe lên tia sáng lạnh lẽo lạnh lùng nói được vậy em sẽ chờ tin vui từ bang chủ hàn anh hào gật đầu sau đó nghiến răng nghiến lợi tàn bạo nói nhất định phải đem tên này băm thành từng mảnh yên tâm nhưng trong khoảng thời gian này tốt hơn hết chú mày nên an phận một tí đừng đi trêu chọc với cậu ta nữa hàn dương dặn dò đương nhiên em nhất định phải tránh xa cậu ta anh hào vội gật đầu về điểm này cho dù hàn dương không nói thì sau sự việc hôm nay hắn ta cũng tuyệt đối không dám chọc đến diệp thu nữa trừ phi hắn chán sống nếu không chẳng có lý do gì mà không tránh thật xa ra khỏi quán ba giang thành dọc đường đi thẩm mộng giao cũng tường thuật đại khái một lượt những chuyện đã xảy ra cho thẩm vạn sơn nghe ngay khi thẩm vạn sơn nghe nói mình không cần phải trả nợ nữa và con gái đã lấy lại được tự do ông vô cùng cao hứng nhanh chóng nhìn diệp thu mắt đầy nịnh hót cảm kích nói cậu diệp tôi thực sự rất biết ơn cậu không biết làm thế nào để tạ ơn cậu đây chi bằng tôi mời cậu ăn một bữa cơm được không tuy nhiên đối với những lời cảm kích của thẩm vạn sơn diệp thu hoàn toàn không để ý đến và trực tiếp lơ đi đối với hạng người cờ bạc này thậm chí còn đem cả con gái của mình bán đi diệp thu thực sự không còn gì để nói với ông ta sở dĩ cứu ông ta ra hoàn toàn là vì trao đổi với thẩm mộng giao thấy diệp thu phớt lờ ông ta nụ cười trên mặt thẩm vạn sơn cũng cứng nở lại có chút xấu hổ quay sang nhìn thẩm mộng giao Nghi hoặc hỏi, "Giao giao, tại sao cậu Diệp không để ý tới ba vậy?" "Ôi ba ơi, ba bớt nói vài câu đi." Thẩm Mộng giao trợn mắt lườm Thẩm Vạn Sơn, không vui nói. "Tôi đi đón xe, cô sắp xếp rồi tới nhanh một chút." Diệp Thu nhìn Thẩm Mộng giao, nhàn nhạt nói, "Được." Thẩm Mộng giao nhanh chóng gật đầu. Diệp Thu không nhiều lời, trực tiếp đi đến bên kia đường. "Con gái, con định đi đâu với cậu Diệp thế?" Thẩm Vạn Sơn đầy tò mò hỏi. Làm chút chuyện, ba không nên hỏi nhiều. Thẩm Mộng Giao sốt ruột nói. Cùng cậu Diệp làm việc gì hả? Tốt lắm, đây là chuyện tốt, con gái, con nhất định phải nắm bắt cơ hội. Thẩm Vạn Sơn đầy kích động nói. Cơ hội gì chứ? Thẩm Mộng Giao cau mày. Vừa rồi ở quán ba, ai cũng thấy được, ngay cả những ông lớn như anh Hào, Hàn Dương cũng đối xử vô cùng cung kính với cậu Diệp, điều này cho thấy thân phận của cậu ta nhất định không phải dạng tầm thường. Nếu con có thể ngủ với cậu ấy, vậy thì nhà họ thẩm của chúng ta coi như lên hương rồi. chương 169, kẻ gánh tội. Nếu ba còn nói bậy, con sẽ không để ý đến ba nữa. Khuôn mặt thẩm mộng dao đỏ bừng trừng mắt nhìn thẩm vạn sơn. Được, được, ba không nói nữa. Thẩm vạn sơn vội xua tay, sau đó vẫn có chút không cam lòng khuyên nhủ, nhưng con nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, nếu sau này con không muốn sống vất vả thì cứ nghe lời ba, đem cậu Diệp câu dẫn tới tay, ba cũng không tin trên đời này có tên đàn ông nào lại không háo sắc. Anh Diệp, anh ấy khác với những người đàn ông khác. Thẩm mộng dao khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh dụ dỗ Diệp Thu trong biệt thự. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt nhỏ của cô ta bừng lên đỏ như giọt máu. May mắn thay, Diệp Thu lúc này đã đón được một chiếc taxi bên vệ đường, vẫy tay ra hiệu để cô ta đi qua thấy vậy, thẩm mộng giao giống như nhìn thấy một vị cứu tinh vậy, vội nhìn thẩm vạn sơn, không vui nói, ba tự về nhà đi, con đi trước. suốt lời, thẩm mộng giao chạy về phía Diệp Thu mà không nhìn lại. Thật là không biết thức thời tí nào. Thẩm vạn sơn thở dài, sau đó con ngươi liên tục chuyển động, càng nghĩ càng không cam lòng. Không được, mình nhất định phải nghĩ biện pháp để cậu Diệp kia và con gái mình kết đôi với nhau. Như vậy, khi trở thành cha vợ của cậu ta vậy thì coi như một bước lên trời rồi xem thử sau này còn ai dám khi dễ mình nghĩ đến đây trên mặt thẩm vạn sơn lóe lên một cảm giác vô cùng kích động sau đó bắt đầu lên kế hoạch trong lòng trên taxi diệp thu nhìn vệt đỏ trên khuôn mặt của thẩm mộng dao còn chưa tan nghi hoặc hỏi vừa rồi nói chuyện gì với bố cô à không có gì vẻ mặt của thẩm mộng dao liền thay đổi vội vàng lắc đầu thật sao Diệp Thu cau mày hỏi. Đúng thế, đương nhiên là thật, tôi nói dối anh làm gì? Thẩm mộng giao vội đáp. Được rồi. Diệp Thu như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, sau đó nhìn thẩm mộng giao hỏi, chờ lát nữa khi gặp vợ tôi, cô đã biết nên nói gì chưa? Nói sự thật chứ gì? Thẩm mộng giao nghi hoặc. Không được. Diệp Thu lắc đầu nói, nếu mẹ vợ tôi ở đó, cô lại nói bà ta xúi dục cô, ép cô phải làm vậy thế thì rất có thể bà ta sẽ cắn ngược lại, bảo chúng ta thông đồng gài bẫy bà ta. Như thế vợ tôi nhất định sẽ không tin tưởng chúng ta đâu, dù sao so với tôi và cô, cô ấy khẳng định tin tưởng mẹ mình hơn. Vậy tôi nên làm gì? Thẩm mộng giao cao mày và bối rối hỏi. Thế này đi, những chuyện khác cô cứ nói thật, riêng về việc nói đến người gài bẫy. Diệp Thu suy nghĩ một chút, sau đó nói cô cứ bảo người gài bẫy chính là Lâm Vĩ, hắn ta tìm anh Hào, bước cô đến quyến rũ tôi, Mục đích là muốn hủy hoại mối quan hệ giữa vợ tôi và tôi. Như thế liệu có ổn không? Thẩm Mộng giao hỏi với vẻ lo lắng. Cô cứ làm theo lời tôi dặn là được, đây cũng có thể xem như tôi cho mẹ vợ một bậc thang, nếu bà ta không ngốc thì sẽ theo đó mà leo xuống. Đương nhiên, nếu bà ta muốn cá chết lưới rách chơi đến cùng thì tôi có cách ứng phó của mình. Diệp Thu nhàn nhạt nói. Vậy thì tốt. Thẩm Mộng giao gật đầu, sau đó nhìn Diệp Thu, tò mò hỏi, đúng rồi Tay Lâm Vĩ này là ai vậy? Em họ của vợ tôi." Khóe miệng của Diệp Thu hơi cong lên, cười nói: "A, à, thế nói vậy có được không? Vợ anh có tin không?" Vẻ mặt của Thẩm Mộng Dao thay đổi, lo lắng hỏi: "Yên tâm, cô chỉ cần đem cái nồi này úp lên đầu của hắn ta là xong, cứ nói như thế, không sao đâu, cứ tin tôi đi." Diệp Thu lắc đầu cười nói. Cùng lúc, cách đó 10 km trong sân nhà họ Lâm và biệt thự của Lâm Vĩ, Lâm Vĩ, người đang ngồi trong bồn tắm hắt hơi liên tiếp năm sáu cái. Làm cho anh ta thầm than trong lòng. Chẳng lẽ có người đang mắng sau lưng mình? Không phải chứ, mình đẹp trai và giàu có như thế này, người ta còn thích không kịp chứ đừng nói gì tới mắng. Nghĩ đến đây, Lâm Vĩ vô cùng tự luyến hất tóc. Tuy nhiên, điều mà anh ta không biết được chính là Lâm Vĩ sắp phải gánh giúp Triệu Thư Đình một cái nổi lớn trên lưng. Sau đó được phong danh hiệu thành kẻ gánh tội. Hãn Hải Lam Thành, biệt thự nhà họ Lâm. Vào lúc này, trong căn phòng của Lâm Thanh Nhã ở lầu 2. Lâm Thanh Nhã đang ngồi trên một chiếc giường lớn với một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Điều này làm cho khí chất vốn lạnh nhạt của cô càng khiến người ta cách xa vạn dặm. Nhiệt độ của căn phòng giường như đang giảm đột ngột vì sự lạnh giá của cô. Nếu cẩn thận nhìn kỹ vào đôi mắt đẹp của Lâm Thanh Nhã, nhanh chóng sẽ phát hiện ra. Vào thời khắc này, trong đôi mắt lạnh lùng của cô hiện lên một chút mất mát và buồn bã vì những gì diệp thu đã làm đã khiến trái tim cô tan nát cô vốn nghĩ rằng nếu diệp thu biểu hiện tốt một chút cô định bụng sẽ cho diệp thu một cơ hội để chấp nhận anh ấy thế mà diệp thu lại làm một điều kinh tởm như vậy sau lưng cô chuyện này khiến cô vô cùng thương tâm và khổ sở mà trái tim cô vào lúc này như thể rơi xuống một hố băng vậy hoàn toàn lạnh lẽo Triệu Thư Đình trong lòng tràn đầy vui vẻ bưng một phần thức ăn đem vào phòng Lâm Thanh Nhã. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Lâm Thanh Nhã, trong lòng bà ta tràn đầy vui sướng. Bởi vì Lâm Thanh Nhã càng như vậy, càng cho thấy cô đã hoàn toàn thất vọng về Diệp Thu. Kế hoạch thành công mỹ mãn. Tâm tình Triệu Thư Đình khỏi phải nói là tốt đến thế nào. Nhưng ngoài mặt bà ta vẫn phải làm bộ giả vờ buồn bã, bưng thức ăn đến chỗ Lâm Thanh Nhã, giả vờ thuyết phục con gái đừng buồn nữa diệp thu chính là một tên cặn bã ăn đồ của con dùng đồ của con thế mà lại còn ăn vụng sau lưng con một thằng cặn bã như vậy không đáng để con phải buồn khổ sở vì nó đâu nghe lời mẹ ăn uống biểu độ giữ gìn thân thể nhé mai mẹ giới thiệu cho con một người tốt hơn nhiều lần vừa đẹp trai vừa giàu có được không mẹ mẹ đừng nói nữa bây giờ con không muốn nghe thấy cái tên này lâm thanh nhã mặt đầy chán ghét nói được rồi được rồi mẹ không nói nữa con bận rộn cả một ngày rồi ăn cơm trước đi trong lòng triệu thư đình vô cùng vui vẻ nhanh chóng đưa thức ăn tới trước mặt lâm thanh nhã lâm thanh nhã cúi đầu nhìn thức ăn lắc đầu một cái khuôn mắt nhỏ nhắn lạnh lùng nói con không có khẩu vị không muốn ăn không ăn làm sao được chứ nghe lời mẹ nhanh chóng ăn cơm xong ngủ sớm một chút đem thân thể chăm sóc thật tốt sau đó gọi tên phế vật diệp thu kia tới làm thủ tục ly hôn đi mẹ lập tức tìm ngay cho con một người vừa giàu vừa đẹp trai triệu thư đình cười nói mẹ con có chút mệt mỏi mẹ đi ra ngoài trước đi lâm thanh nhã khoát tay một cái sau đó nằm trên giường lớn đắp chăn bông lên người triệu thư đình thấy vậy cũng biết nếu lúc này mà tiếp tục kích thích lâm thanh nhã sẽ chỉ phản tác dụng thôi vì vậy bà ta không thể làm gì khác hơn là đặt thức ăn trên tủ đầu giường nói được rồi đồ ăn mẹ để đây trước cho con tranh thủ ăn nhân lúc còn nóng nhé. Nói xong, chương 170, lời tâm sự thật lòng của Lâm Thanh Nhã. Bởi vì ngay tại lúc này, có hai người đang đứng trước cửa phòng ngủ. Không phải ai xa lạ, mà đó chính là Diệp Thu và Thẩm Mộng Giao vừa trở về từ quán Ba Giang Thành. Nhìn hai người bọn họ, sắc mặt Triệu Thư Đình lập tức thay đổi, bà ta nhìn Diệp Thu và Thẩm Mộng Giao một cách đầy hằn học, hung ác nói, Diệp Thu, đồ khốn nạn, cậu còn dám mang con hồ ly tinh này quay về nữa sao lời này vừa nói ra lâm thanh nhã đang ở trong chăn thân thể yêu kiều ngay lập tức run lên cô cố nén nhịn không thò đầu ra ngoài nằm im trong chăn không nhúc nhích dựng lỗ tai lên yên lặng lắng nghe mẹ chuyện này con thấy có sự hiểu lầm ở đây cho nên con muốn giải thích rõ ràng với lâm tổng diệp thu nhàn nhạt nói còn hiểu lầm cái gì cơ chứ cậu lén lút vụng trộm sau lưng nó thì hiểu lầm gì nữa triệu thư đình tức giận nhìn diệp thu sau đó quay đầu sang trừng thẩm mộng dao trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo nghiến răng nghiến lợi nói con hồ ly tính kia ai cho cô cái gan quay lại đây có tin tôi sẽ giết chết cô không tôi thẩm mộng dao bất giác run lên vì sợ hãi suy cho cùng đối với triệu thư đình cô vẫn còn khá e ngại tôi cái gì mà tôi triệu thư đình hung hăng trợn mắt nhìn thẩm mộng dao sau đó nhìn Diệp Thu và Thẩm Mộng Giao, độc ác nói, hai kẻ chó chết các người mau cút khỏi biệt thự này cho tôi, đừng bao giờ để tôi gặp lại, nếu không, nhà họ Lâm của chúng tôi tuyệt đối không bao giờ tha cho các người đâu. Mẹ, chúng con đi cũng được thôi, nhưng có vài lời con phải nói với Lâm Tổng, nếu không, cho dù mẹ có uy hiếp như thế nào, chúng con cũng sẽ không đi. Diệp Thu nói, nói gì cơ chứ? Sắc mặt Triệu Thư Đình liền thay đổi, trong lòng loáng thoáng dâng lên một dự cảm bất an cô ta có vài lời đích thân muốn nói với lâm tổng diệp thu chỉ vào thẩm mộng dao sau đó quay lại nhìn cô ta cười hỏi tôi nói đúng không đúng vậy thẩm mộng dao vội vàng gật đầu tôi muốn nói cho lâm tổng biết một vài sự thật sắc mặt triệu thư đình đột nhiên trở nên vô cùng khó coi bà ta trừng mắt nhìn thẩm mộng dao uy hiếp sự thật chó má gì chứ tất cả chỉ là ngụy biện tôi sẽ không để các người làm phiền con gái tôi cút khỏi đây nhanh lên nếu các người không đi vậy thì tôi không khách khí nữa đâu. Mẹ, chẳng lẽ con không thể nói vài lời cùng Lâm Tổng được sao? Hay là, trong lòng mẹ sợ điều gì? Diệp Thu nhếch miệng, bông đùa hỏi. Tôi có gì mà sợ cơ chứ? Diệp Thu, tôi cảnh cáo cậu, không nên ngậm máu phun người, chính cậu đã làm chuyện ghê tởm như vậy còn chụp nó lên đầu tôi, chuyện này hoàn toàn là lỗi của cậu, liên quan gì đến tôi cơ chứ? Vẻ mặt của Triệu Thư Đình thay đổi, bà ta chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Con có nói chuyện này liên quan gì đến mẹ sao? Diệp Thu hỏi với một nụ cười trên khóe miệng. Cậu! Sắc mặt Triệu Thư Đình thay đổi, bà ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, vừa bấm số vừa trừng mắt nhìn Diệp Thu và thẩm mộng giao, ác ý nói các người không đi đúng không? Tôi sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt đôi dâm phu gian phụ các người, với khả năng của nhà họ lâm tại Giang Bắc này, các người chuẩn bị ngồi tù mấy tháng trong đó đi. Nghe những lời này, thẩm mộng dao bị dọa đến sợ hãi, nhanh chóng nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt hiện lên đầy vẻ lo lắng. Diệp Thu cười lắc đầu, không sao. Không sao đúng không? Khi cảnh sát đến, cứ nhìn xem các người có sao không? Triệu Thư Đình cười lạnh một tiếng, lập tức bấm số 110 gọi đi. Mẹ, cho họ vào. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trong phòng ngủ. Nghe lời này, Triệu Thư Đình liền sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn lâm thanh nhã vẻ mặt đầy sự khó hiểu hỏi tiểu nhã con làm sao thế chẳng lẽ con không sợ khi nhìn thấy đôi cầu nam nữ này sẽ càng thương tâm khổ sở hơn sao để họ vào đi nếu họ có điều gì muốn nói thì cứ nói vừa vặn con cũng có lời muốn nói với diệp thu lâm thanh nhã lạnh lùng nói cái này sắc mặt triệu thư đình liền thay đổi mẹ xin lỗi nhưng thanh nhã cho chúng con vào khóe miệng diệp thu hơi cong lên lập tức dẫn thẩm mộng giao đi về phía phòng ngủ. Triệu Thư Đình thấy vậy, nhưng lại không dám ngăn cản. Bởi vì Lâm Thanh Nhã đã cho phép Diệp Thu và thẩm mộng giao tiến vào. Nếu bà ấy tiếp tục ngăn cản, vậy thì chứng tỏ trong lòng bà ta đang có gì giấu giếm sợ sệt. Bên trong phòng ngủ, Lâm Thanh Nhã chui ra khỏi chăn, tựa vào đầu giường. Cô lướt nhìn Diệp Thu và thẩm mộng giao đang cùng nhau bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên lạnh lùng hơn. Lâm Tổng, anh diệp thu vừa muốn tiến lên giải thích lâm thanh nhã lắc đầu lạnh lùng nói anh khoan nói đã nghe tôi nói trước được diệp thu gật đầu và dừng lại tại chỗ diệp thu tôi không biết ở trong lòng anh nghĩ như thế nào về cuộc hôn nhân này nhưng bây giờ để tôi nói cho anh biết cảm xúc chân thật nhất trong lòng tôi ban đầu tôi vô cùng phản cảm với đoạn hôn nhân này nghiêm túc mà nói tôi ghét sự xuất hiện của anh ghét tất cả mọi thứ thuộc về anh ghét cách anh xuất hiện làm phá vỡ nhịp sống bình thường của tôi. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Nhưng sau này, bằng cách của riêng mình, anh đã làm thay đổi cái nhìn của tôi về anh một chút. Bất luận tôi có gây khó dễ với anh ra sao, anh vẫn luôn nhẫn nhục và chịu đựng, đối xử tối với tôi, thông qua những việc anh làm, anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng anh không phải chỉ là một tên nhóc ăn bám vô dụng. Còn nhớ trong quán cà phê, anh đã nói gì với tôi không? anh đã nói cả đời sẽ yêu tôi tôi tin thật đấy trong lòng tôi đã quyết định cho anh một cơ hội bước vào trái tim mình bởi vì tôi tin ánh mắt của mình tin rằng anh sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng nhưng hóa ra là tôi sai lầm rồi hoàn toàn sai anh thật sự làm tôi quá thất vọng nói đến đây đôi mắt xinh đẹp của lâm thanh nhã đã đỏ bừng lên những giọt nước mắt trong suốt như pha lê không ngừng rơi xuống từ khóe mắt đây là lần đầu tiên diệp thu nhìn thấy lâm thanh nhã khóc hơn nữa những giọt nước mắt thương tâm này còn là vì mình trong khoảnh khắc này diệp thu cũng vô cùng đau lòng lập tức muốn tiến lên giải thích đứng yên ở đó đừng nhúc nhích nghe tôi nói xong lâm thanh nhã chừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng nói nếu anh không thích tôi sau này xin hãy tránh xa tôi một chút nếu anh thích người khác tôi chúc anh hạnh phúc ngày mai chúng ta nhanh chóng làm thủ tục ly hôn anh cũng không cần phải lén lút vụng trộm sau lưng tôi Tôi ghét nhất việc người khác lừa gạt mình. Em nói xong chưa? Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã trong bất lực và hỏi, "Hừ, muốn nói gì thì nói đi, đây là cơ hội cuối cùng của anh, nói xong mời anh lập tức đi ngay." Lâm Thanh Nhã gật đầu một cái, hai mắt đỏ bừng nói, "Em đừng trách nhầm anh, tất cả việc này chỉ là hiểu lầm mà thôi." Diệp Thu cười khổ nói, "Đến bây giờ rồi mà anh còn không chịu nói cho tôi biết sự thật phải không?" hiện tại còn nói dối làm gì cơ chứ? Lâm Thanh nhã cao mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hỏi. Anh không có nói dối em, hay là để cô ta nói cho em nghe? Nói xong, Diệp Thu quay sang nhìn thẩm mộng dao và nói, này, hãy giải thích cho vợ tôi đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 171, nói anh ta đến đánh tôi đi. Nên biết rằng, người thực sự ở đằng sau xúi dục thẩm mộng dao hãm hại Diệp Thu chính là Triệu Thư Đình. Bây giờ Thẩm Mộng Giao lại nói ra chuyện này với Lâm Thanh Nhã. Đây không phải là chuẩn bị đem bà ta khai ra sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Thư Đình vô cùng luống cuống, vội chừng mắt nhìn Thẩm Mộng Giao, sau đó lạnh giọng mắng, con danh chết tiệt, cô nói nhân cội gì ở đây thế? Rõ ràng là chính cô làm loạn, chủ động dụ dỗ tên phế vật Diệp Thu này, cái gì mà có người đứng sau hãm hại? Đừng bạo biện cho bản thân nữa sắc mặt thẩm mộng dao đại biến, cô ta hít sâu một hơi, nhìn lâm thanh niên, trực tiếp thể độc, đúng là có người ở sau lưng suối dục tôi. Nếu nói dối, tôi chắc chắn sẽ bị trời đánh. Ôi chao, cô còn dám thể nữa cơ à? Tôi ngược lại đang khẩn cầu ông trời mau đánh chết đồ đê tiện nhà cô đấy, cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Triệu thư đình liếc nhìn thẩm mộng dao, ngay sau đó trực tiếp lấy điện thoại ra, hung ác nói, không được, tôi không thể nhìn đôi cầu nam nữ các người dở trò được, Tôi phải báo cảnh sát bắt các người đi mau thôi. Mẹ, Lâm Thanh nhã nghiêng đầu nhìn Triệu Thư Đình, lắc đầu, lạnh lùng nói, con muốn nghe cô ta nói xong đã. Tiểu Nhã, lời của đôi cầu nam nữ này không đáng tin đâu, con nhất định không được tin bọn họ. Triệu Thư Đình vội vàng nói, đừng lo lắng, con tự có chừng mực. Lâm Thanh nhã gật đầu, sau đó nhìn thầm mộng dao, lạnh lùng nói, là ai xúi dục cô? Lời này vừa dứt Sắc mặt Triệu Thư Đình đột nhiên thay đổi, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Bà ta vội suy nghĩ trong lòng, nếu như Thẩm Mộng giao xác nhận là mình thì nên biện minh thế nào đây? Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để cái nồi chết tiệt này rơi xuống đầu mình được. Ừ, Thẩm Mộng giao cắn đôi môi đỏ mọng, do so dự một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, nói, "Là Lâm Vĩ." "Lâm Vĩ?" Lâm Thanh Nhã và Triệu Thư Đình đều sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ bất ngờ. Dĩ nhiên điều lâm thanh nhã bất ngờ là người ở phía sau hãm hại diệp thu thế mà lại là lâm vĩ còn triệu thư đình lại bất ngờ là tại sao thẩm mộng giao không đem bà ta khai ra mà thay vào đó lại nói rằng lâm vĩ đã làm điều đó chuyện này làm cho bà ta cảm thấy không hiểu được cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã run lên nhìn chằm chằm vào thẩm mộng giao hỏi một cách lạnh lùng thẩm mộng giao không thể làm gì khác là đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói cho lâm thanh nhã nghe cụ thể những chuyện xảy ra cơ bản đều không thay đổi chỉ là đem người đứng sau lưng là triệu thư đình đổi thành lâm vĩ mà thôi những lời này làm triệu thư đình sửng sốt rõ ràng chính mình là người đi tìm anh hào nhờ hắn ta sắp xếp thẩm mộng giao để hãm hại diệp thu sao bây giờ đến miệng thẩm mộng giao lại biến thành lâm vĩ là thế nào mục đích của con nhóc chết tiệt này là gì đây? Nghĩ đến đây, trong lòng triệu thiết trụ tràn đầy nghi hoặc. Sau khi nghe thẩm ngộng giao nói, Lâm Thanh nhã trầm ngâm gật đầu. Những người khác không biết mâu thuẫn giữa Lâm Vĩ và Diệp Thu, nhưng cô lại hết sức rõ ràng. Trước đây trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội, Lâm Vĩ vì Diệp Thu mà bị thua thiệt rất nhiều. Sau đó trong cuộc họp hội đồng quản trị, cô và cậu ta cũng xảy ra tranh chấp. Cuối cùng, lâm vĩ thất bại trong việc cạnh tranh vị trí giám đốc điều hành chắc chắn cậu ta đã kìm nén cơn giận trong bụng rất lâu nhưng cậu ta đối với người chị này lại không thể làm gì nên chỉ có thể chút giận lên người của diệp thu cho nên nếu việc cậu ta tìm người để hãm hại diệp thu thì hoàn toàn có thể xảy ra nghĩ đến đây lâm thanh nhã nhíu mày nhìn thầm mộng dao lạnh giọng hỏi những gì cô nói đều là sự thật lâm tổng tôi không dám nói dối cô đâu tất nhiên mọi chuyện đều là thật. Thẩm mộng giao vội vàng đảm bảo. Nghe vậy, Lâm Thanh nhã gật đầu, sự lạnh lẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vơi đi một chút. Hiển nhiên, cô đã bắt đầu tin vào những gì thẩm mộng giao nói. Xong, Triệu Thư Đình ở bên thấy vậy thật sự rất không thoải mái. Nghĩ cho cùng, đây là một kế hoạch mà bà ta đã lên kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu và sắp thành công rồi. Nếu nó bị phá hủy như thế này, Vậy thì trong lòng bà ta thực sự không hài lòng chút nào. Vì vậy, Triệu thư Đình nhanh chóng nhìn về phía Lâm Thanh Nhã nói, "Tiểu Nhã, đừng tin những lời con hồ ly tinh này nói. Mẹ cảm thấy cô ta đang nói bậy bạ, anh hào gì cơ chứ? Cô ta đến đây để câu dẫn Diệp Thu, mẹ nghĩ là cô ta và Diệp Thu đang thông đồng với nhau đấy." "Mẹ, mẹ nói vậy không được rồi. Nếu mẹ không tin, vậy hãy để Lâm tổng gọi điện thoại cho Lâm Vĩ, hỏi cậu ta xem cậu ta sẽ nói gì." Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, cười nhạt nói: "Hừ, loại chuyện này, nếu gọi hỏi Lâm Vĩ thì nó sẽ thừa nhận sao? Cậu ta cũng không phải là một kẻ ngốc." Triệu Thư Đình liếc nhìn Diệp Thu, khinh thường nói: "Xem ra mẹ hoàn toàn không hiểu đứa cháu trai lớn của mình rồi, với tính tình kiêu ngạo và độc đoán của cậu ta, nếu cậu ta thật sự làm ra chuyện này, thì chắn chắn cậu ta chỉ mong khoe khoang trước mặt chúng ta một phen mà thôi." Diệp Thu cười nói: "Ngay sau đó, anh lập tức quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Nhã, cười nói, Lâm Tổng, anh không có số điện thoại của Lâm Vĩ, em gọi cho cậu ta hỏi thử đi. Lâm Thanh Nhã gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp cầm điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho Lâm Uyển. Thấy vậy, Triệu Thư Đình khinh thường cười nhạt trong lòng. Diệp Thu ơi Diệp Thu, để tao xem lúc Lâm Vĩ không chịu thừa nhận, mày định làm sao đây? Đến lúc đó, tao sẽ nói mày thông đồng với con điếm thẩm mộng dao này để vụ oan cho Lâm Vĩ. Hồng lừa gạt Tiểu Nhã. Lúc đó hãy xem Tiểu Nhã tin mẹ của nó, hay tin mày, một tên phế vật chỉ biết ăn bám. Cứ chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi, cũng nhanh thôi mà. Điện thoại đã được kết nối. Alo, Lâm Thanh Nhã, đã chế thế này còn gọi cho tôi làm gì? Có chuyện gì thì nói, có dám mau thả. Giọng nói cực kỳ không vui của Lâm Vĩ phát ra từ điện thoại. Dù sao thì vừa rồi cậu ta cũng mới thua Lâm Thanh Nhã trong cuộc họp hội đồng quản trị trong lòng cậu ta đang rất không thoải mái. Lâm Thanh nhã nhíu mày, lạnh giọng hỏi, Lâm Vĩ, tôi hỏi cậu, vì sao cậu lại lén lút hám hại Diệp Thu? Nghe lời này, Lâm Vĩ sừng sốt trong chốc lát, trong lòng giấy lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ việc kêu người dạy dỗ Diệp Thu trong nhà vệ sinh đã bị phát hiện ra người đứng sau chính là cậu ta rồi sao? Chết tiệt, nhưng mà mình lo lắng cái gì cơ chứ? Nếu bị phát hiện thì đã sao? anh ta chỉ là một tên ở rể ăn bám mà thôi, còn có dũng khí bắt nạt mình sao? Nghĩ đến đây, Lâm Vĩ đột nhiên rất kiêu ngạo nói, thế nào? Là tên rác rưởi Diệp Thu mách lẻo với chị đúng không? Tôi chính là người đứng sau hãm hại anh ta đấy thì sao nào? Nếu có bản lĩnh thì bảo anh ta đến đánh tôi đi, đừng núp ở sau lưng chị mách lẻo nữa, thật đúng là không biết xấu hổ. Lâm Vĩ, cậu không cảm thấy mình làm như vậy là rất quá đáng sao? khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã vang lên, lạnh lùng hỏi. chương 172, hóa giải hiểu lầm. Bên phía Lâm Thanh Nhã, từ lúc bắt đầu gọi điện thoại vẫn luôn mở loa ngoài. Cho nên tất cả mọi người trong phòng đều nghe được những lời mà Lâm Vĩ vừa nói. Lúc này ngoại trừ Diệp Thu, toàn bộ ba người phụ nữ đều ngẩn người. Thẩm mộng giao không nhịn được quay lại liếc nhìn Diệp Thu một cái, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Trên đường tới đây, cô ta còn lo lắng làm sao để vu cáo hãm hại lâm vĩ nếu lỡ như lâm thanh nhã cố tình gọi lâm vĩ hỏi rõ ràng lâm vĩ cũng không chịu thừa nhận cái gì thì làm sao bây giờ đến lúc đó cho dù trên người mọc ra tám cái miệng cũng không giải thích rõ được nhưng điều khiến thẩm mộng giao không ngờ tới chính là lâm vĩ vậy mà lại phối hợp với diệp thu nếu không biết mối quan hệ của diệp thu và lâm vĩ không hề tốt cô ta còn tưởng rằng lâm vĩ đã sớm móc nối xong lời thoại với diệp thu nhưng rõ ràng bây giờ điều đó là không thể sao diệp thu lại biết chắc rằng lâm vĩ sẽ phối hợp với mình chẳng lẽ diệp thu có thể đoán trước sao nghĩ đến đây trong lòng thẩm mộng giao vô cùng ngạc nhiên nhưng lúc này sắc mặt của triệu thư đình cực kỳ khó coi bà ta biết chắc chắn có chỗ kỳ lạ nhưng tạm thời bà ta lại không hiểu tại sao lâm vĩ phối hợp như thế điều này khiến trong lòng triệu thư đình rất khó chịu chẳng lẽ bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp thu lừa dối qua loa chuyện này sao không được tuyệt đối không thể để diệp thu thuận lợi như vậy nghĩ đến đây triệu thư đình vội vàng nhìn lâm thanh nhã nói tiểu nhã mẹ cảm thấy tuy rằng thằng bé lâm vĩ này hơi tùy hứng nhưng không đến mức làm ra loại chuyện đê tiện như thế chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó nhưng lúc này không chờ diệp thu mở miệng phản bác lâm thanh nhã đã trực tiếp lắc đầu lạnh lùng nói, mẹ, con cảm thấy Diệp Thu nói một câu rất đúng, mẹ thật sự không hiểu đứa cháu này của mẹ, lòng giả dạ cậu hèn hạ hơn mẹ tưởng nhiều. Dù sao trong cuộc họp hội đồng quản trị cách đây không lâu, Lâm Vĩ vừa đâm sau lưng Lâm Thanh Nhã một lần, hơn nữa còn suýt thành công. Nếu vào lúc mấu chốt không xuất hiện nghịch chuyển, chắc chắn bây giờ cô đã bị đuổi ra khỏi tập đoàn Lâm Thị. Cho nên ấn tượng trong lòng của Lâm Thanh Nhã về Lâm Vĩ thật sự quá tệ rồi điều này càng khiến lâm thanh nhã tin rằng chuyện này là do lâm vĩ làm tiểu nhã không phải con thật sự tin lời của cái hai đứa chó chết kia chứ bọn họ đang gạt con đấy sắc mặt triệu thư đình thay đổi hơi không cam lòng nói mẹ mẹ đừng nói nữa con tự có phán đoán lâm thanh nhã xua tay lập tức nhìn diệp thu lạnh lùng nói lần này tôi tạm tin anh nhưng nếu sau này anh để tôi phát hiện rằng anh có một ít không trung thành trong hôn nhân của chúng ta tôi vẫn sẽ đuổi anh ra khỏi cái nhà này mà không do dự. Ha ha, Tổng Giám Đốc Lâm yên tâm đi, cuộc đời tôi đây, tôi chỉ trung thành với một mình em, trong mắt tôi những người phụ nữ khác đều như lợn nái, tôi đều không thèm liếc mắt tới. Diệp Thu nhếch môi vừa cười vừa nói. Câu này vừa nói ra, sắc mặt thẩm mộng dao và triệu thư đình tối sầm. Không ngờ trong mắt cậu chúng tôi đều là lợn nái sao. Được rồi, bớt lắm lời đi. Anh tiến cô thẩm đi, sau đó một mình tới đây gặp tôi lâm thanh nhã chừng mắt nhìn diệp thu một cái lạnh lùng nói được diệp thu vội vàng nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía thẩm mộng dao và cười nói đi thôi tôi đưa cô ra ngoài ngay lập tức hai người đi ra bên ngoài triệu thư đình thấy vậy há to miệng nhưng cũng không nói thêm gì dù sao việc cũng đến nước này thế mà lâm thanh nhã lại tin tưởng diệp thu bà ta nói gì cũng đều vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn kế hoạch này trở thành phế thải chẳng qua bà ta cũng không có ý định từ bỏ như vậy đâu trong lòng bà ta đã bắt đầu ấp ủ kế hoạch tiếp theo diệp thu vẫn đưa thẩm mộng dao đến cửa khu nhà lúc này mới nhìn thẩm mộng dao căn dặn nói không cần kể cho bất cứ ai biết đến thân phận của tôi hiểu không hiểu rồi thẩm mộng dao vội vàng gật đầu được rồi cô mau trở về đi diệp thu gật đầu lập tức xoay quay về nhà anh diệp xin anh chờ một chút. Đột nhiên thẩm mộng dao mở miệng nói. Hả, còn việc gì sao? Diệp Thu nghi ngờ nói. Thẩm mộng dao khẽ cắn cắn đôi môi đỏ mọng, do dự nửa ngày, lúc này mới nhìn Diệp Thu hỏi, ở trong mắt anh, tôi thật sự giống như một con lợn nái xấu xí sao? Nghe vậy, cả người Diệp Thu đều sửng sốt, vội vàng lắc đầu cười nói, đương nhiên không phải, cô rất đẹp. Nếu không phải vì bộ dạng của tôi xấu xí, vậy lúc trước tôi quyến du anh như vậy, vì sao anh không động lòng với tôi dù chỉ là một chút?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Mộng Dao đỏ ửng hỏi. Cô ta đã kìm nén vấn đề này ở trong lòng từ rất lâu rồi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt xinh đẹp luôn là vốn liếng để cô ta kiêu ngạo. Cho dù là cấp 2, cấp 3 hay hiện tại đang ở đại học, rất nhiều chàng trai theo đuổi cô ta. Điều này cũng khiến cô ta càng tự tin với vẻ ngoài của mình. Nhưng hôm nay cô ta lại bị Diệp Thu coi nhẹ việc này khiến cô ta vô cùng khó hiểu không liên quan đến vẻ ngoài từ đầu đến cuối tôi từ chối cô là vì tôi đã có vợ rồi chắc cô cũng có thể nhìn ra được tôi thật sự rất yêu cô ấy trên hết là trừ cô ấy ra tôi cũng sẽ không để người phụ nữ khác vào mắt bao gồm cả cô diệp thu lắc đầu thản nhiên nói nghe lời nói ấy cả người thầm mộng dao sửng sốt lập tức hơi mất mát gật đầu tôi hiểu rồi ừ vậy không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây Diệp Thu mỉm cười, trực tiếp xoay người đi thẳng về phía nhà mình. Nhìn bóng dáng Diệp Thu rời đi, thẩm mộng giao ngây người rất lâu, sau đó đột nhiên lắc đầu, miệng lẩm bẩm nói, không biết hôm nay tạm biệt, lần sau chúng ta gặp lại đã là khi nào. Sau khi tiến thẩm mộng giao, Diệp Thu vội vã về phòng của Lâm Thanh Nhã. Mà giờ phút này, Triệu Thư Đình đã rời đi. Chắc là kế hoạch thất bại nên bà ta cũng không có tâm trạng ở lại đây. Đóng cửa đi, nhìn thấy diệp thu bước vào lâm thanh nhã lạnh lùng nói được diệp thu vội vàng đóng cửa phòng lại tung tăng đến trước giường của lâm thanh nhã mỉm cười hỏi tổng giám đốc lâm một mình em tìm tôi có chuyện gì sao sau này trước hết gọi tôi là thanh nhã đi lâm thanh nhã hơi do dự nói ồ cả người diệp thu sửng sốt lập tức vui ra mặt hơi kích động hỏi lâm à không thanh nhã sao đột nhiên em cho tôi đổi cách xương hô thế cứ để anh gọi tôi là tổng giám đốc Lâm, thật sự không được tự nhiên, nhưng bây giờ quan hệ của chúng ta chưa tới mức cho anh gọi tôi là bà xã, cho nên trước hết cứ gọi tên tôi đi." Lâm Thanh Nhã giải thích. "Được." Đương nhiên Diệp Thu không có ý kiến. Chương 173: Nhận được thư khiêu chiến. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã cũng lắc đầu cười, lập tức thản nhiên nói, "Biết tại sao tôi bảo một mình anh đến gặp tôi không?" "Không biết." Diệp Thu lắc đầu, chuyện trinh thám. Lâm Thanh Nhã trực tiếp xuống giường, đi tới trước mặt Diệp Thu, nhìn Diệp Thu, vẻ mặt ấy náy nói tôi muốn nói lời xin lỗi với anh. Xin lỗi ư, cả người Diệp Thu sửng sốt. Ừ, Lâm Thanh Nhã gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện lần này là tôi sai, tôi không nên chưa phân biệt rõ tốt xấu đã đuổi anh ra khỏi cửa nhà, lại càng không nên nói với anh những lời quá đáng. Cuống hồ, lý do Lâm Vĩ hãm hại anh vẫn là do tôi, dù sao anh cũng vì tôi mới không ngừng gây thù chuốc oán trở mặt với Lâm Vĩ, cho nên ở đây tôi thật sự muốn nói với anh một câu xin lỗi. Nghe Lâm Thanh Nhã nói xong, trong mắt Diệp Thu Hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì từ trước đến giờ trong ấn tượng của anh, Lâm Thanh Nhã là loại người có tính cách lạnh lùng kiêu căng. Từ đầu đến cuối sẽ không cúi đầu nhận sai, thái độ cũng cực kỳ kiêu ngạo mặc dù thực chất rất đáng yêu. Nhưng bây giờ, lâm thanh nhã lại đứng trước mặt anh vô cùng chân thành xin lỗi anh diệp thu có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện này mà điều này cũng chứng minh cuối cùng trong suy nghĩ của lâm thanh nhã anh cũng có địa vị nhất định nếu lâm thanh nhã hoàn toàn không xem trọng anh sao có thể tự mình nói xin lỗi anh chứ diệp thu vội vàng xua tay cười nói không sao chuyện này lỗi sai không phải ở em dù sao ai nhìn thấy cảnh tượng đó đều khó có thể không hiểu lầm tôi không trách em thật sao lâm thanh nhã nửa tin nửa ngờ hỏi đúng vậy đến bây giờ tôi vẫn không trách em huống hổ lấy quan hệ lúc trước của chúng ta em không thể hoàn toàn tin tưởng tôi cũng là chuyện bình thường tôi sẽ cố gắng cuối cùng sẽ có một ngày tôi sẽ khiến em hoàn toàn tin tưởng tôi diệp thu gật đầu vẻ mặt quyết tâm nói thấy vậy cả người lâm thanh nhã sửng sốt lập tức gật đầu thản nhiên nói ừ tôi chờ ngày đó tôi về trước đây thời gian không còn sớm Hai người chúng ta đều phải ngủ sớm, ngày mai còn dậy sớm đi làm nữa." Diệp Thu nói xong, xoay người đi ra cửa. "Chờ một chút." Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thanh Nhã mở miệng kêu. Diệp Thu hơi sững sốt, trong lòng lập tức tràn đầy sự kích động. Chẳng lẽ Lâm Thanh Nhã chuẩn bị giữ mình lại ngủ chung ư? Hạnh phúc này cũng tới quá đột một rồi, tưởng tượng đến đây, máu mũi Diệp Thu muốn chảy xuống tới nơi, vội vàng xoay người nhìn Lâm Thanh Nhã nhếch môi cười nói, thanh nhã, không phải em sợ tôi chứ. Tôi đây sẽ không đi, đêm nay, tôi và em ngủ cùng nhau đi. Nói xong, Diệp Thu muốn đi về phía giường lớn của Lâm Thanh Nhã. Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã phát lạnh, vội vàng chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, giọng nói lạnh như băng, anh đứng lại đó cho tôi, tôi nói muốn ngủ cùng anh khi nào. Hả, chẳng lẽ không phải em gọi tôi lại là có ý này sao? Diệp Thu hơi sừng sốt, nghi ngờ nói lưu manh cả ngày trong đầu anh đều nghĩ cái gì vậy hả lâm thanh nhã hung hăng lườm diệp thu một cái tức giận nói khụ khụ hiểu lầm đây đều là hiểu lầm diệp thu cực kỳ xấu hổ khụ hai cái lập tức nhìn lâm thanh nhã hỏi vậy em gọi tôi lại là vì chuyện gì thế nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã hơi đỏ lên do dự nửa ngày mới nói cái đó lúc trước tôi đã nói với anh nhiều lời trong lòng như vậy chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với tôi sao diệp thu hơi sửng sốt lập tức vội gật đầu mỉm cười nói thanh nhã em cứ yên tâm tôi nhất định sẽ không khiến em thất vọng vĩnh viễn sẽ không chỉ hy vọng là thế anh đi đi lâm thanh nhã xua tay thản nhiên nói được thanh nhã ngủ ngon diệp thu nhếch môi cười lập tức xoay người rời khỏi phòng lâm thanh nhã nhìn bóng dáng của diệp thu Lâm Thanh Nhã ngơ ngẩn suy nghĩ lung tung một hồi rồi lập tức vội lắc đầu, lẩm bẩm nói, chỉ mong lúc này đây, tôi sẽ không nhìn lầm anh. Sáng hôm sau, Lâm Thanh Nhã lái xe đi làm, Diệp Thu cũng ra cổng đi làm giống như mọi ngày. Nhưng mà, anh vừa đến cửa lớn của khu nhà, đột nhiên có một nam thanh niên mặc áo khoác đen đi tới trước mặt. Thấy vậy, Diệp Thu khẽ nhíu mày, không đặt vào mắt, định trực tiếp đi qua. Nhưng mà nam thanh niên lại hướng về phía Diệp Thu, duỗi tay ra trực tiếp cản đường diệp thu có việc gì thế diệp thu liếc nam thanh niên một cái nghi ngờ hỏi anh chính là diệp thu đúng không nam thanh niên nhìn diệp thu lạnh lùng nói phải thì sao diệp thu gật đầu nghi ngờ nói có người nhờ tôi giao phong thư này tận tay anh anh nhận lấy đi nói xong cậu ta trực tiếp lấy ra một phong thư nhét vào tay diệp thu ai gửi cho tôi Nam thanh niên lườm Diệp Thu một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Diệp Thu nhìn phong thư trong tay, nghi ngờ nói: "Ồ, đừng hỏi nhiều như vậy, lát nữa cậu đến chỗ không ai nhìn thấy rồi mở ra xem một chút là sẽ biết." Diệp Thu thản nhiên lên tiếng, lập tức trực tiếp cầm lấy phong thư rồi xé. Nam thanh niên đang chuẩn bị xoay người rời đi thấy vậy, trong mắt suýt rất ra ngoài, sắc mặt thay đổi, vội vàng tiến tới ngăn cản nói: "Anh điên rồi à?" anh có biết mình đang làm gì không? Tuy nhiên vậy mà Diệp Thu lại xé cả phong thư và lá thư bên trong thành mảnh nhỏ, lập tức tung lên giữa không chung, thản nhiên nói, tôi phiền nhất loại người quanh co lòng vòng, có chuyện gì thì nói thẳng, bất thần thần bí bí ở đâu đó, lãng phí thời gian của tôi. Nói xong, Diệp Thu trực tiếp lách qua nam thanh niên, đi về phía trạm xe buýt. Mẹ kiếp, nhìn bóng dáng Diệp Thu rời đi, nam thanh niên hơi sửng sốt đúng là cậu ta chưa từng gặp qua người như vậy sau khi người bình thường nhận được thư này không phải phản ứng đầu tiên là muốn mở ra xem nội dung bên trong sao nhưng diệp thu lại trực tiếp xé nó hoàn toàn không hành động dựa theo lẽ thường mắt thấy diệp thu đi ngày càng xa nam thanh niên bất chấp mọi thứ vội vàng đuổi theo diệp thu cản lại nói anh đứng lại đó cho tôi có việc gì nói đi tôi còn phải vội đi làm diệp thu nhíu mày hơi không kiên nhẫn nói anh còn tâm trạng đi làm à? Chết tiệt, anh có biết anh vừa xé cái gì không? chương 174, lừa bán trẻ em. Mà Côn ư, Diệp Thu hơi sửng sốt, nghi ngờ nói có phải chính là truyền nhân thứ 98 của quyền pháp rồi bọ gì không? Quyền pháp rồi bọ gì chứ? Rõ ràng là quyền pháp thương ưng. Nam thanh niên tức giận lườm Diệp Thu một cái, lập tức cười lạnh hỏi, thế nào, có phải anh đã nghe nói về ông ta rồi đúng không? Biết sợ rồi sao, biết chính mình gặp chuyện lớn thế nào rồi chứ ừ ừ biết rồi diệp thu cố nén cười gật đầu lập tức nhìn nam thanh niên hỏi đang yên đang lành vì sao cái tên mà côn lại hẹn tôi quyết đấu còn không phải do anh không biết sống chết tổn thương sư đệ trịnh luân của người ta sao thằng nhãi anh cũng to gan thật trêu chọc ai không trêu cố tình đi trêu quyền quán thương ưng lần này anh thật sự hoàn toàn tiêu đời rồi nam thanh niên cười khinh bỉ nói Ánh mắt cậu ta nhìn Diệp Thu giống như nhìn một người chết. Được rồi, xem như tôi đã đưa thư khiêu chiến, 3 giờ chiều ngày kia, nhớ có mặt đúng giờ. Dù thế nào đi nữa cũng không được nghĩ cách chạy trốn, nếu không, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nói xong, nam thanh niên không để ý Diệp Thu mà trực tiếp xoay người rời đi. Dù sao cậu ta chính là người truyền thư, bây giờ thư đã đưa, nhiệm vụ của cậu ta cũng hoàn thành, không cần thiết phải nhiều lời nhìn bóng dáng nam thanh niên rời đi hai mắt diệp thu nheo lại xem ra cái tên mà côn này cũng không biết mình tên là diệp thu nếu cho ông ta biết thật ra người mà đêm đó dùng một chiêu đánh bại ông ta và người đả thương sư đệ trịnh luân của ông ta chính là cùng một người chắc chắn nói gì thì ông ta cũng sẽ không đưa thư khiêu chiến cho mình nghĩ đến đây diệp thu lắc đầu cười lập tức cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy cùng lắm thì ngày kia tới đó một chuyến đến khi hoàn toàn chỉnh đốn hai sư huynh đệ bọn họ xong, sau này cũng sẽ không bận việc như vậy. Đúng lúc này, xe buýt số 11 mà Diệp Thu muốn ngồi vừa vào trạm. Anh vội vàng đi tới. Nếu không chạy nhanh thì sẽ đi làm muộn mất. Tuy muộn vài lần cũng không tính là gì, huống hồ còn có lý soái giúp anh. Nhưng nếu để Lâm Thanh Nhã biết, cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng không tốt lắm. Chẳng qua may mắn là trên đường không kẹt xe. Xe buýt chạy rất thuận đường sau khi vừa dừng lại, mắt thấy chặng đường chỉ còn cách tòa nhà Lâm Thị hai chạm nữa. Diệp Thu thấy vậy cũng thở phào một hơi. Tóm lại lần này sẽ không đến muộn. Con của tôi. Nhưng ngay khi xe buýt chuẩn bị đóng cửa bắt đầu chuyển bánh, một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên trong xe. Nghe vậy, Diệp Thu nhíu mày, quay đầu nhìn vào trong xe. Chỉ thấy một nam thanh niên thô bạo mạnh mẽ cướp lấy một đứa bé đang ở trong lòng một người phụ nữ, sau đó ôm đứa nhỏ nhảy xuống cửa sau đã sắp đóng lại của xe buýt rồi sau đó nhanh chóng chạy đi xa người phụ nữ vừa muốn đuổi theo nhưng lúc này xe buýt đã khởi động cửa sau hoàn toàn đóng lại người phụ nữ kia gục trước cửa sau liều mạng đập cửa hành khách trên xe cũng giúp cô ta la lên bác tài mau dừng xe có người bị cướp con lúc này bác tài xe buýt mới nhận ra chỗ không bình thường vội vàng dừng xe lại thế nhưng cứ như vậy đã làm lỡ rất nhiều thời gian mặc dù nam thanh niên kia ôm đứa trẻ nhưng vẫn chạy nhanh như bay lập tức chạy mất bóng thấy cảnh tượng như vậy diệp thu nhíu mày nếu gặp loại chuyện này mà không quan tâm đến có phải rất máu lạnh không nếu hôm nay mình không ra tay thế từ từ nay về sau một gia đình hạnh phúc như vậy sẽ tan biến từ nay về sau cuộc đời của một đứa nhỏ sẽ hoàn toàn bị phá hủy vì thế diệp thu không hề do dự cả người trực tiếp biến thành một cái bóng lao xuống xe đuổi theo nam thanh niên mọi người trong xe buýt chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một bóng đen ngay sau đó một người sống cao to như diệp thu trực tiếp biến mất không thấy đâu điều này khiến mọi người ở đây sửng sốt cực kỳ khiếp sợ nam thanh niên vẫn chạy như điên về phía trước vừa cúi đầu nhìn bé trai trong lòng trên mặt là vẻ tươi cười đắc ý hai mắt lại phát sáng vì lần này hắn ta đã nhận được một đơn hàng lớn. Nếu có thể bán thằng bé này thành công, như vậy hắn ta có thể thu được ít nhất 600 triệu. Cho nên giờ phút này, hắn ta nhìn bé trai trong lòng, ánh mắt không giống đang nhìn một con người mà là đang nhìn một cục vàng. Mẹ, mẹ ơi, cháu muốn tìm mẹ. Bé trai lớn tiếng khóc. Đừng khóc, còn khóc nữa, tao cắt lưỡi mày đấy. Nam thanh niên hung hăng chừng mắt nhìn bé trai, bộ mặt dữ tợn nói. Cậu bé sợ tới mức co rụt cổ lại, nhất thời không dám khóc. Nam thanh niên thấy vậy, khóe môi cong lên cười đắc ý, lập tức chuẩn bị chạy vào con hẻm nhỏ bên cạnh không có người. Nhưng mà, nam thanh niên ôm bé trai vừa chạy đến đầu con hẻm nhỏ, đang chuẩn bị vào. Đúng lúc này, một bóng người từ trong con hẻm bước ra, chặn đường nam thanh niên. Thấy vậy, sắc mặt nam thanh niên trầm xuống, ngay lập tức lạnh giọng quát lớn, cút nhanh cho ông, đừng cản đường nhưng mà cậu chạy rất chậm nha tôi ở chỗ này chờ cậu nửa ngày rồi khóe môi diệp thu hơi cong lên vẻ mặt như có điều suy nghĩ chờ tao ư nam thanh niên hơi sửng sốt trong nháy mắt sắc mặt lập tức trở nên tối tăm và hung ác lạnh giọng hỏi mày là ai thả đứa nhỏ ra hai tay ôm đầu quỳ xuống đất tôi có thể tha chết cho cậu diệp thu thản nhiên nói ha 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 nam thanh niên lập tức ngửa đầu cười phá lên bên trong tiếng cười đầy dẫy sự chế nhạo lập tức vô cùng khinh thường nói nhãi danh sợ là mày xem quá nhiều phim kiếm hiệp rồi muốn học theo người khác anh dũng làm việc tốt cũng phải nhìn xem chính mình có bao nhiêu năng lực chỉ bằng mày mà cũng muốn cứu đứa nhỏ này sao một cái tát là ông đây có thể đánh đổ mày có tin không mau cút ngay cho ông tôi cho cậu ba giây diệp thu cứ như không nghe được câu nói của nam thanh niên tự mình tự nói ái trà chết thiệt thật mày không biết xấu hổ à? Nam thanh niên hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, lạnh giọng nói. Ba, Diệp Thu trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Đờ sao mẹ mày, xem hôm nay ông có chơi chết mày không? Nam thanh niên cắn chặt răng, lập tức đặt bé trai xuống đất, chừng mắt nhìn thằng bé một cái, hung dữ đe dọa nói, nếu mày dám chạy thì tao đánh gãy hai chân của mày biết chưa? Bé trai sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm trên đất, không dám cử động một chút. Thấy vậy, khóe môi nam thanh niên cong lên một nụ cười đắc ý, lập tức quay về phía Diệp Thu, giơ tay phải nở nang của mình, vẻ mặt khinh miệt nói, thằng nhóc, hôm nay tao sẽ cho mày biết về sự lợi hại của bàn tay này một chút. Đã đến giờ, Diệp Thu thản nhiên nói, đến con mẹ mày ấy. Diệp Thu trực tiếp bắt đầu đếm ngược, một cái tát mang theo sức lực mạnh mẽ và khí thế khiếp người. Đờ sao mẹ mày, xem hôm nay ông có chơi chết mày không? Nam thanh niên cắn chặt răng, lập tức đặt bé trai xuống đất, trừng mắt nhìn thằng bé một cái, hung dữ đe dọa nói, nếu mày dám chạy thì tao đánh gãy hai chân của mày biết chưa? Nếu người bình thường bị đánh trúng, vậy chắc chắn kết cục không có gì tốt. Chương 175, Hội Tân Nguyệt. Mắt thấy một cái tát này sắp đánh vào mặt Diệp Thu, khóe miệng nam thanh niên hiện lên một nụ cười đắc ý. Hắn ta rất tự tin vào thực lực của mình, một khi cái tát này giáng xuống mặt Diệp Thu, vậy chắc chắn cả nửa ngày Diệp Thu cũng không đứng dậy nổi. Nam thanh niên cười khẩy nói: "Để tao đi." Nhưng mà lời hắn ta còn chưa nói xong, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại. Bởi vì cái tát của hắn ta cũng đột nhiên ngừng lại khi còn cách mặt của Diệp Thu không đến 10 cm. Đây không phải là do hắn ta muốn dừng lại, mà là giờ phút này trên cổ tay phải của hắn ta bỗng nhiều thêm một bàn tay to như cái gọng kìm sắt, túm chặt lấy cổ tay hắn ta. Sức lực ấy vô cùng khủng bố, cho dù hắn ta có gắng sức như thế nào, cho dù dùng hết tất cả sức lực từ khi còn bú sữa mẹ ra, nhưng tay hắn ta vẫn chẳng thể nhúc nhích mà cứ phải giữ động tác giơ tay lên trong không khí. Lúc này, sắc mặt nam thanh niên lập tức thay đổi, vội nhìn lên dọc theo bàn tay to kia tìm chủ nhân của nó. Mà chủ nhân của bàn tay kia không phải ai khác, chính là Diệp Thu. Điều này khiến vẻ mặt nam thanh niên trở nên vô cùng khóc coi, hai mắt chừng Diệp Thu, ngoài mạnh trong yếu nói, mày, mày bỏ cái tay của mày ra. Đừng gấp chứ, lần đầu gặp mặt chúng ta còn chưa bắt tay đâu đó khóe miệng diệp thu hơi nhếch lên lập tức bẻ cổ tay phải nam thanh niên đột nhiên dùng lực sang rác chỉ nghe một tiếng xương gãy trong trẻo phát ra cổ tay phải của nam thanh niên đã bị diệp thu bẻ gãy ngay tại chỗ phần xương gãy đâm rách ra một lượng lớn máu tươi chảy ra từ vết thương cái loại đau đớn này thật sự không thể diễn tả thành lời á à, tiếng kêu đau đớn tột cùng lập tức vang lên cực kỳ thảm thiết hai mắt nam thanh niên dưng dưng biểu cảm trên gương mặt đau đớn khỏi phải nói ái trà có phải tôi dùng sức mạnh quá rồi không ngại quá thật sự ngại quá tôi buông ra đây diệp thu nhìn nam thanh niên đau đớn kêu thảm thiết vẻ mặt vô tội nói anh trực tiếp buông lỏng tay ngay lập tức nam thanh niên đứng cũng không vững cả người lập tức quỳ dạp xuống mặt đất hắn ta ôm tay phải của mình mà kêu rên thảm thiết may mà đây là một ngõ tắt nhỏ hẻo lánh không có người nào nếu mà ở trên đường lớn thì thể nào cũng hấp dẫn ánh mắt phây xem của mọi người xung quanh diệp thu bước tới trước mặt cậu bé cúi đầu nhìn cậu bé mỉm cười hỏi cậu bạn nhỏ cháu không sao chứ hai tay cậu bé ôm đầu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hiển nhiên là bị hoảng sợ quá độ vẻ mặt bất lực kia không khỏi khiến diệp thu nhớ tới mình khi trước năm ấy ba mẹ bị kẻ thù giết chết mình còn nhỏ cũng bất lực ngồi xổm trên mặt đất như thế nếu không phải Lâm Thanh Sơn và Lâm Thanh Nhã trùng hợp đi ngang qua cứu giúp thì cũng sẽ không có mình của sau này. Nghĩ đến đây, sự đồng cảm trong lòng của Diệp Thu đối với cậu bé đã đạt tới cực điểm, ngay lập tức quay đầu giữ tợn lườm nam thanh niên, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Trong mắt anh, tất cả loại người lừa bán trẻ con này đều nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Bọn chúng coi trẻ con trở thành hàng hóa mà bán lấy tiền lời, lại không biết rằng mỗi khi bọn chúng bắt cóc một đứa trẻ là đã hủy hoại đi một hoặc thậm chí là mấy gia đình. Thứ người cặn bã này thật sự không xứng sống trên cõi đời này nữa. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thu, sắc mặt nam thanh niên lập tức thay đổi, vội vàng chừng mắt nhìn Diệp Thu, ngoài mạnh trong yếu mà nói, mày, mày muốn làm gì hả? Tao cảnh cáo mày, bọn tao không phải người dễ chọc vào đâu. Ồ, các cậu ư, nói vậy có nghĩa là cậu còn có đồng bọn à? Diệp Thu nheo hai mắt lại, cười lạnh hỏi. Đúng thế, nam thanh niên gật đầu nhìn diệp thu vô cùng ngạo mạn nói nhóc con mày nghe cho kỹ đây tao đang làm việc cho hội tân nguyệt nếu mày dám động đến tao thêm một chút nào nữa thì chắc chắn hội tân nguyệt sẽ không tha cho mày đâu hội tân nguyệt ư lợi hại lắm à diệp thu nhướng mày thản nhiên hỏi lợi hại lắm à mời mày rút lại chữ lắm à đi không ngại nói cho mày biết cả giới buôn lậu người trên toàn bộ thành phố giang châu đều dốc sức phục vụ cho hội tân nguyệt bang hội còn có hơn một nghìn thành viên, nếu mày mà dám đắc tội hội Tân Nguyệt, không tới ba ngày có thể khiến mày bốc hơi khỏi xã hội loài người, mày có tin không? Nói vậy thì nếu tôi tiêu diệt được hội Tân Nguyệt, có phải cũng coi như đã giúp dân trừ hại hay không? Diệp Thu thản nhiên nói. Ha ha ha, nam thanh niên cất tiếng cười to ngay lập tức, vẻ mặt khinh bỉ nói, nhóc con, không phải mày đang diễn trò hề đó chứ? Thành viên của hội Tân Nguyệt cũng tới mấy nghìn, còn bao gồm tất cả những kẻ buôn lậu ở Giang Châu. Muốn tiêu diệt nó ư? Chỉ bằng mày sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, chuyện tin hay. Có phải nằm mơ giữa ban ngày hay không thì cậu sẽ biết ngay thôi. Đứng lên dẫn đường đi." Khóe miệng Diệp Thu hơi nhếch lên, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. "Dẫn đường gì? Đi đâu cơ?" Nam thanh niên ngạc nhiên một chút, sau đó cũng lập tức phản ứng lại, ngạc nhiên hỏi, "Không phải là mày muốn tao dẫn mày tới Hội Tân Nguyệt chứ?" đúng thế diệp thu gật gật đầu ô tao đã thấy người không muốn sống nữa nhưng chưa từng thấy thằng nào vội vàng tìm tới cửa chịu chết như mày đâu nơi đó chính là đầm rồng hang hổ mày không sợ bản thân bước vào rồi cuối cùng lại không ra được à nam thanh niên cười lạnh liếc nhìn diệp thu vẻ mặt khinh thường nói bớt nói nhảm đi hoặc là dẫn đường hoặc là chết cậu tự chọn đi trong mắt diệp thu chợt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo anh lạnh giọng nói giọng điệu lạnh như băng kia khiến cả người nam thanh niên không tự chủ được mà run rẩy hắn ta tin chắc rằng nếu mình chọn cái thứ hai chắc chắn diệp thu sẽ không chút do dự nào mà giết chết mình nghĩ đến đây trong lòng nam thanh niên cũng cười khẩy một hồi đúng là không biết sống chết nếu mày đã vội vã đi đầu thai như thế thì bố mày sẽ cho mày toại nguyện không phải mày muốn tới hội tân nguyệt sao tao dẫn mày đi nam thanh niên vội vàng nói đứng lên dẫn đường đi Diệp Thu thản nhiên nói, ngay sau đó, anh quay đầu nhìn về phía cậu bé, mỉm cười nói, cậu bạn nhỏ, cháu nghe lời chú này, đi dọc theo con đường này mà trở về. Một lát sau ra ngoài, hẳn là cháu có thể nhìn thấy mẹ cháu rồi đó. Nói rồi Diệp Thu chỉ chỉ con đường cách đó không xa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này mẹ của cậu bé cũng đã xuống xe bus công cộng, đang đuổi theo về phía bên này dọc theo con đường kia chỉ cần cậu bé không chạy lung tung mà trở về dọc theo con đường cũ ấy, chắc chắn hai mẹ con bọn họ có thể gặp nhau rồi. Dặn dò cậu bé xong, Diệp Thu đi theo nam thanh niên cùng bước về phía hội Tân Nguyệt. Thứ tổ chức hại người này vẫn nên tặng bọn chúng vé xuống địa ngục đoàn tụ sớm một chút. Nếu còn giữ lại, trước sau gì cũng chỉ là một cái tai họa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 176, chẳng lẽ đã luyện qua kim trung cháo? Đối với bên ngoài thì quán ba Tân Nguyệt là một quán ba, nhưng thật ra là dùng để giam giữ những đứa trẻ bị lừa bán. Bình thường cũng ngầm tiến hành giao dịch buôn bán bọn trẻ ở đây. Không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ bị rơi vào vực sâu tại nơi này. Cho nên quả thực nơi này chính là địa ngục trần gian. Vô số tội ác đã diễn ra ngay tại đây. Trời đất không tha, Diệp Thu được một cậu thanh niên dắt xuống dưới, đi đến trước cửa quán Ba Tân Nguyệt. Chính là nơi này, nếu có gan thì đi vào chung với tôi cậu thanh niên chỉ vào cửa lớn quán ba tân nguyệt quay đầu lại nhìn diệp thu cười lạnh nói trong mắt cậu ta chỉ cần diệp thu dám bước vào cánh cửa lớn này thì cả đời này anh đừng mơ được bước ra dẫn đường đi diệp thu nhàn nhạt nói ái chà có gan đấy cậu thanh niên cười khinh thường ngay sau đó một tay trực tiếp đẩy cửa đi vào quán ba tân nguyệt bởi vì bây giờ là buổi sáng nên trong quán ba cũng không có khách chỉ có mấy nhân viên phục vụ đang ở thu dọn bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh. Còn trên sofa bên cạnh quầy ba có bốn tên vạm vỡ đang ngồi, tất cả đều đang ngồi tụ tập đánh bài. Thấy vậy, trong mắt cậu thanh niên tràn đầy vui vẻ, vội vàng la lớn anh Hoàng. Có một người đàn ông vạm vỡ, đầu tóc bị nhuộm vàng ngồi trong nhóm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên này. Ngay khi tên đó nhìn thấy cậu thanh niên thì trên mặt cũng hiện rõ vẻ vui mừng, vội vàng vẫy tay với cậu thanh niên, Cường Tử tới rồi, tự cậu đến đây đi, tôi đang bận đánh bài. Anh Hoàng, chỗ em, cậu thanh niên cười chua xót, chỉ tay phải đã bị đánh gãy của mình, cùng với Diệp Thu đứng bên cạnh, trên mặt lộ vẻ cầu xin giúp đỡ. Thấy vậy, người đàn ông được gọi là anh Hoàng nhíu mày, cũng nhận ra được có gì đó không đúng, vẻ mặt lập tức trầm xuống, ném bài trong tay đi, sau đó dẫn theo ba tên vạm vỡ khác nhanh chóng đi đến phía này. Cường Tử, rốt cuộc sao lại thế này? anh hoàng liếc diệp thu một cái ngay sau đó nhìn cậu thanh niên trầm giọng hỏi anh hoàng anh phải giúp em xả giận đó nhìn thấy em bị thương không chính là thằng khốn bên cạnh này đánh em nói sau lưng em có tân nguyệt chống lưng chính căn bản là anh ta không để tân nguyệt chúng ta vào mắt còn muốn đánh tới cửa anh nói xem thằng khốn này có ngang ngược không chứ cường tử lập tức khóc lóc thảm thiết nước mắt nước mũi vừa chảy ròng ròng vừa nói nghe những lời này Vẻ mặt anh Hoàng cùng với ba tên vạm vỡ khác lập tức trầm xuống, ngay sau đó tất cả cùng nhìn về phía Diệp Thu, trong ánh mắt tràn ngập không vui. Thằng nhóc này được đó, đánh người của Tân Nguyệt chúng ta mà còn dám tìm tới cửa. Thế nào, là cậu muốn xem mình cứng rắn đến mức nào sao?" Anh Hoàng híp hai mắt, sắc mặt tối tăm và giữ tận hỏi. "Cha, đúng thật là có suy nghĩ này." Diệp Thu gật đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. "Ái chà, có gan đây." Ông đây thích người có gan giống cậu thế này, nếu không khi đánh nhau chẳng có chút hứng thú nào." Anh Hoàng cười lạnh lùng, ngay sau đó quay đầu lại nhìn ba tên vạm vỡ kia, nói thẳng, "Mấy anh em, không được nhẹ tay, phải cho nó biết trời cao đất dày là gì." "Không thành vấn đề." Ba tên vạm vỡ đều cười đầy dữ tợn, ngay sau đó không nói nhiều lời đã vung nắm đấm và nhào người về phía Diệp Thu. Cả người ba tên vạm vỡ này đều là cơ bắp cho nên đương nhưng sức mạnh trong một quyền của bọn họ cũng không yếu. Nếu là người bình thường bị trúng một quyền, ít nhất cũng phải vào viện nằm mấy ngày. Nhưng mà đối mặt với tấn công của ba tên vạm vỡ, Diệp Thu lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, từ đầu đến cuối không định trốn tránh. Thấy cảnh tượng như vậy, cho dù là anh hoàng hay cường tử đều cong khóe miệng đều lên thành một nụ cười khinh thường. Trong mắt bọn họ, Diệp Thu thật sự là quá ra vẻ mà. Vậy mà còn không thèm trốn tránh lần này, nhất định phải cho anh nếm mùi đau khổ. Binh, 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 liên tiếp ba tiếng động nặng nề vang lên. Nắm đấm như đấm vào bao cát của ba tên vạm vỡ đều đập mạnh lên trên người Diệp Thu. Ánh mắt anh Hoàng và Cường Tử tức khắc sáng lên, hai người bọn họ thầm nghĩ, lần này, cho dù Diệp Thu có không chết thì chắc là cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng mà đúng lúc này, họ chỉ nghe, rắc, 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 ba tiếng gãy xương giòn giã vang lên, ngay sau đó, Vẻ mặt của ba tên vạm vỡ lập tức thay đổi, nhanh chóng ôm tay của mình, nằm ngay tại chỗ rên la thảm thiết. Bởi vì ngay khi nắm tay bọn họ đánh vào người Diệp Thu thì không hề có cảm giác như đánh vào cơ thể con người. Ngược lại giống như là một quyền đánh vào tấm thép vậy, cực kỳ cứng rắn, khiến cho bọn họ không thể làm tổn thương Diệp Thu một chút nào. Ngược lại khiến cho xương tay của mình gãy, nếm trải được cảm giác gãy xương đau đớn thấu tâm can. Bọn họ đau đến mức chảy cả nước mắt không ngừng kêu rên nhìn cảnh tượng này anh hoàng và cường tử nhanh chóng trợn tròn mắt chuyện gì đã xảy ra vậy không phải người bị đánh là diệp thu sao nhưng tại sao ba tên vạm vỡ lại kêu la thảm thiết quá vậy rốt cuộc mấy người bị làm sao vậy anh hoàng nhíu mày vội vàng nhìn ba tên vạm vỡ hỏi thằng này cái thằng này quả thực cứng giống như iron man xương ngón tay của bọn em đều bị đánh gãy hết rồi một tên vạm vỡ trong đó cố nén đau nhức vẻ mặt đưa đám nói mà giờ phút này, trên trán anh ta sớm tuôn đầy mồ hôi lạnh. Vẻ mặt vô cùng đau đớn, không có chút nào giống giả vờ. Nghe lời này, vẻ mặt anh Hoàng và Cường Tử lập tức thay đổi, trong ánh mắt ngập tràn khiếp sợ. Ăn nắm đấm của ba tên vạm vỡ thế mà không xảy ra chuyện gì cả, ngược lại xương tay của ba tên vạm vỡ đều gãy hết. Lực phòng ngự này thật sự giống như một tên biến thái vậy. Chẳng lẽ tên này luyện qua kim trung cháo thiết bố sam rồi sao? con mẹ nó tôi không tin vậy không dùng nắm đấm nữa đổi thành dao tôi muốn xem ra thịt thằng này rắn chắc đến đâu anh hoàng cắn chặt răng nhìn ba tên vạm vỡ nói nghe nói lời này ba tên vạm vỡ gật đầu ngay sau đó cố nén đau nhức dùng một tay khác móc dao găm từ trong túi ra không nói hai lời đã trực tiếp đâm về diệp thu không thể không nói ba tên vạm vỡ này vẫn có thực lực nhất định cho dù đã bị đánh tàn phế một bàn tay nhưng tốc độ vẫn nhanh và mạnh mẽ như trước, nếu người bình thường thì sẽ không thể trốn thoát. Nhưng mà trong mắt Diệp Thu, ngón võ ấy không đủ trình. Chỉ thấy động tác của ba người giống như hiệu ứng quay chậm trong điện ảnh, muốn chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu. chương 177, Gấu Đen. Cảnh tượng này không chỉ làm anh Hoàng mà còn có cường tử cảm thấy choáng váng. Phải biết rằng, tuy rằng ba tên vạm vỡ kia không thể xưng là cao thủ hạng nhất, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng trải qua hàng loạt trận đánh lớn nhỏ, chắc chắn lấy một trọi mười không thành vấn đề nhưng mà vấn đề là khi ở trước mặt diệp thu bọn họ lại giống như mấy đứa trẻ chưa đầy tháng nháy mắt đã bị đá bay chuyện này thật sự không thể tưởng tượng anh hoàng biết e là lần này đã gặp phải cao thủ ông ta hít sâu một hơi cố làm cho bản thân khôi phục bình tĩnh anh hoàng nhìn diệp thu giọng điệu khá khách khí hỏi người anh em này tôi thấy thân thủ cậu rất hơn người nói vậy cũng là người trong giang hồ nhỉ không biết lý do nào làm cho cậu một hai phải đến gặp người Tân Nguyệt chúng tôi chứ? Không cần tôi phải liệt kê hết mấy hoạt động dơ bẩn sau lưng Tân Nguyệt của mấy người chứ? Chỉ với một tội danh lừa bán trẻ em là đã đủ cho các người rơi xuống 18 tầng địa ngục rồi. Diệp Thu liếc anh Hoàng một cái, giọng điệu lạnh băng nói. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt anh Hoàng biến đổi, quay đầu hung dữ nhìn cường tử một cái, lạnh lùng nói tại sao cậu lại kể chuyện này cho người ngoài nghe. Đây cũng không thể trách em được, lúc em bắt cóc một đứa trẻ đã bị anh ta bắt gặp, lúc đầu em định lấy Tân Nguyệt ra dọa anh ta, nào biết tên này là một tên cứng đầu, không sợ gì cả. Vẻ mặt cường tử đau khổ, uất ức nói: "Hừ, nếu là bởi vì chuyện này mà làm Tân Nguyệt chúng ta bị bại lộ, chắc chắn hội trưởng sẽ không tha cho cậu." Anh Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó quay đầu nhìn Diệp Thu, có ý đồ thương lượng nói: "Người anh em, chỗ nào cũng có quy tắc ở chỗ đó." người anh em không cần phải xen vào chuyện của người khác đâu nếu cậu có thể bảo đảm giữ kín như bưng không nói nói cho người ngoài hôm nay tôi sẽ cho cậu bình an vô sự rời đi cậu thấy thế nào tôi có thể không xen vào những chuyện khác tôi nhưng hôm nay tôi nhất định phải quản chuyện này cho bằng được diệp thu nhàn nhạt nói tóm lại anh muốn thế nào vẻ mặt anh hoàng trầm xuống lạnh giọng hỏi diệt sạch tân nguyệt diệp thu vô cảm nói giọng điệu này giống như đang nói đến một chuyện nhỏ như con kiến vậy nghe vậy cả người anh hoàng sửng sốt ngay sau đó sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm lạnh lùng nói người anh em lời nói của cậu không khỏi có hơi ngông cuồng đấy tuy rằng tân nguyệt chúng tôi không được tính là bang hội mạnh nhất nhưng tốt xấu gì trong bang hội này cũng có hơn một ngàn thành viên cậu dựa vào đâu mà dám nói tiêu diệt tân nguyệt chúng tôi bằng một mình tôi không được sao diệp thu nhàn nhạt nói ha 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 anh hoàng lập tức cười to đầy vẻ chế nhạo ngay sau đó dùng vẻ mặt khinh thường nhìn diệp thu cười lạnh nói thằng nhóc này con mẹ nó giọng điệu này đúng là không nhỏ chút nào chỉ bằng chính mày sao xin hỏi mày là thần tiên à hay mày cho rằng chỉ với một chút năng lực của mày mà mày đã cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi có tin mỗi một người trong tân nguyệt chúng tao phun một ngụm nước miếng là đã có thể làm mày chết đuối rồi không đúng là không biết trời cao đất rộng nhanh cút đi chứ không ông đây nghiền mày thành bã bây giờ. Bịch, nhưng mà anh Hoàng nói vừa mới nói xong thì một tiếng trầm đục đã vang lên. Ngay sau đó, cả người anh Hoàng lập tức bay ngược ra ngoài, nện mạnh lên trên quầy ba, làm cho cả quầy ba đổ nát. Á, à, ngay lúc này, tiếng hét thảm thiết đau thấu tâm can của anh Hoàng đã vang vọng toàn bộ quán ba. Mà cảnh tượng này lập tức làm cho cường tử cùng với nhân viên phục vụ đang ở quét dọn vệ sinh ngây người tốt nhất miệng mồm nên sạch sẽ một chút cho tôi, tiếp theo tôi sẽ cắt đầu lưỡi ông đấy. Diệp Thu liếc mắt nhìn tên anh Hoàng đang thảm thiết kêu rên, lạnh lùng nói. Không hề nghi ngờ, vừa rồi đúng là anh ra tay. A, à, anh Hoàng chừng hai mắt nhìn Diệp Thu, đã giận đến mức sắp bốc lửa, vẻ mặt đầy phẫn nổ quát, nhất định phải giết mày, hôm nay nhất định ông đây phải giết mày. Nói xong, anh ta vội vàng hét lên, người đâu? Đến đây, có người đang phá dối. Anh Hoàng vừa mới dứt lời, không bao lâu sau, từ trên lầu 2 của quán ba vang lên từng tiếng bước chân nặng nề. Chỉ thấy một tên cơ bắp phạm vỡ lưng hùm vai gấu từ lầu 2 đi xuống. Nếu nói anh Hoàng cùng ba tên vạm vỡ vừa rồi được tính là vạm vỡ. Vậy thì tên vạm vỡ đầy cơ bắp này có thể được xưng là siêu cấp vạm vỡ. Cả người đều căng phồng cơ bắp, chiều cao gần 2 mét. Cánh tay kia trông còn thô hơn cả đùi của người đàn ông trưởng thành. Tên đó chỉ vừa mới xuất hiện thôi đã giống như một tên gấu đen, làm cho người ta cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Anh Hoàng cũng được xem như là vạm vỡ, nhưng nếu so với tên này thì lập tức trông có vẻ vô cùng thấp bé. Mà càng miễn bàn là người bình thường, phỏng trừng có đứng trước mặt tên cơ bắp vạm vỡ này thì trông chẳng khác nào đứa trẻ cả. Bịch, 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 cùng với một chuỗi tiếng bước chân nặng nề, tên cơ bắp đi đến sảnh lớn dưới lầu 1, nhìn lướt qua mọi người ở đây trầm giọng hỏi, ồn cái gì mà ồn? Ai gây chuyện ở đây? Anh Hoàng nhìn thấy tên cơ bắp phạm vỡ này thì vẻ mặt đã ngập tràn vui mừng, giống như thấy được cứu tinh. Bởi vì tên cơ bắp phạm vỡ này chính là cao thủ hàng đầu ở Tân Nguyệt, biệt danh Gấu Đen. Trước khi gia nhập Tân Nguyệt, Gấu Đen là một tuyển thủ quyền anh chuyên nghiệp, từng lập kỷ lục 42 trận thắng liên tiếp. Kết quả có một lần ông ta tự mình tham gia trận đấu đen, rồi bị liên minh quyền anh phát hiện và bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Cho nên lúc này ông ta mới gia nhập vào Tân Nguyệt. Mà chắc chắn thực lực của ông ta mạnh mẽ không có gì để nói. Bởi vì thể trạng người ông ta tương đối vạm vỡ, hơn nữa ông ta lại xuất thân từ tuyển thủ quyền anh. Một quyền của ông ta có thể đánh cho một người đang sống sờ sờ chết tươi. Anh Hoàng đã tận mắt nhìn thấy chuyện này. Cho nên giờ phút này nhìn thấy gấu đen đi xuống, anh Hoàng biết là ổn rồi. Có gấu đen ở đây, chắc chắn Diệp Thu phải chết không thể nghi ngờ anh hùng chính là thằng nhóc kia nó không chỉ phá rối mà còn tuyên bố muốn tiêu diệt sạch tân nguyệt chúng ta anh hoàng không nói hai lời vội vàng dùng ngón tay chỉ diệp thu nói với gấu đen nghe thấy những lời này đôi mắt đen nhánh của gấu đen dừng ở trên người diệp thu trong ánh mắt lập lòe tia nguy hiểm lạnh giọng hỏi chính mày là người tuyên bố muốn tiêu diệt sạch tân nguyệt bọn tao đúng không sao nào chẳng lẽ không được sao diệp thu nhàn nhạt hỏi đúng là tự tìm đường chết vẻ mặt gấu đen trầm xuống, ngay sau đó không nói lời vô nghĩa, cả người trực tiếp vọt qua Diệp Thu. Bản thân gấu đen cao gần 2 mét, cả người tràn đầy cơ bắp to lớn nhào lên quả thực giống như một chiếc xe tải cỡ lớn đang chạy như bay, mang theo khí thế và cảm giác áp bách không gì sánh kịp. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này, nhất định đã sớm bị dọa choáng váng. chương 178, Hội trưởng Hội Tân Nguyệt Đừng chỉ nhìn vào cơ thể đồ sộ của gấu đen, tốc độ của ông ta không hề chậm một chút nào đâu. Chỉ trong nháy mắt, gấu đen đã lao đến trước mặt của Diệp Thu, rồi sau đó không nói hai lời, ông ta giơ nắm đấm như búa, đấm vào đầu của Diệp Thu. Đó là một cú đấm thẳng đầy sức mạnh. Phải biết rằng đây là một cú đấm thẳng của một võ sĩ chuyên nghiệp. Có lẽ lực sát thương ẩn chứa trong đó cũng không thua kém gì một chiếc xe mô tô đang lao vùn vụt vù tới. Nếu mà bị trúng cú đấm này thì cho dù đầu của Diệp Thu không bị vỡ ra ngay tại chỗ, chỉ ít nó cũng sẽ bị chấn động nghiêm trọng. Gấu đen vừa mới ra tay là đã chẳng có tí ti nể nang mặt mũi nào rồi. Anh Hoàng và Cường Tử nhìn thấy cảnh này thì kích động không thôi. Dẫu sao thì cả hai đều bị Diệp Thu đánh không ít mà. Cho nên vào lúc này, hai người họ đều chỉ mong sao Diệp Thu chết ngay tại chỗ, chết ngay lập tức. Mắt nhìn thấy quả đấm chí mạng của gấu đen chuẩn bị đánh đến đầu của Diệp Thu rồi, nhưng mà đúng vào thời điểm này, họ lại trông thấy sắc mặt bình thản của Diệp Thu anh không chút hoang mang mà vươn lòng bàn tay phải ra trong tích tắc đã dễ dàng nắm lấy quả đấm to lớn ấy của gấu đen vốn dĩ là thế mạnh áp đảo giống như có người có đủ khả năng để dùng một quyền đục một lỗ trên bầu trời nhưng cứ như vậy đột nhiên ông ta dừng lại bỗng nhiên cả người gấu đen run lên ông ta lại cố gắng phát huy sức lực của mình nhưng dù ông ta cố gắng thế nào đi chăng nữa kể cả khi ông ta dùng hết sức bình sinh thì nắm đấm của ông ta vẫn bị diệp thu nắm chắc không nhúc nhích được chút nào, cứ như bị một cái kìm sắt lớn kẹp chặt vậy. Chuyện này làm cho sắc mặt gấu đen biến hóa mạnh mẽ, ông ta nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh, cố hết sức mình để rút nắm đấm lại. Tuy nhiên, nắm đấm của ông ta vẫn ở trong tay của Diệp Thu, không hề lay chuyển tí nào. Ông ta lại nhìn đến Diệp Thu. Vẻ mặt của Diệp Thu vẫn bình thản như cũ, như thể anh không hề dùng chút sức nào vậy. Gấu đen không thể bình tĩnh được nữa, xảy ra chuyện như thế này chỉ có thể chứng minh được là chắc chắn thực lực của diệp thu còn cao hơn ông ta chỉ tính riêng sức lực thôi thì cũng đã tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa ông ta và diệp thu rồi điều này làm cho nội tâm của gấu đen không khỏi khiếp sợ phải biết rằng sức mạnh vẫn luôn là niềm tự hào của ông ta nhưng mà bây giờ thì sao sức mạnh của diệp thu không những vượt qua sức mạnh của ông ta mà còn hoàn toàn áp đảo nữa gấu đen không tự chủ được mà hít vào một hơi lạnh sao lại có sự tồn tại kinh khủng tới như vậy ở giang châu chứ Rốt cuộc thì cậu là ai gấu đen mở to hai mắt nhìn diệp thu sắc mặt ông ta khó coi hỏi tới tôi là ai không quan trọng ông chỉ cần biết rằng sau hôm nay hội tân nguyệt sẽ không còn tồn tại nữa diệp thu lạnh lùng nói suốt lời diệp thu đã nắm lấy cổ tay của gấu đen cánh tay anh đột nhiên phát lực trong tích tắc thân hình to lớn của gấu đen ấy vậy mà lại bị anh sách lên ngay tại chỗ sau đó anh thẳng tay quăng ra ngoài. Vèo, gấu đen bay thẳng đến bức tường phía tây của quán ba giống như một viên đạn. Giang giác, tôi là ai không quan trọng, ông chỉ cần biết rằng sau hôm nay, hội Tân Nguyệt sẽ không còn tồn tại nữa. Ngay sau đó, có một tiếng động lớn phát ra, chuyện hài hước. Dưới tác động của cú va chạm mạnh giữa cơ thể gấu đen và bức tường, bức tường bị dạn ngay lập tức, lộ ra rất nhiều vết nứt mà bản thân gấu đen thì bị khảm vào trong bức tường đó thân thể ông ta cũng chẳng hề được rơi xuống nhưng mà bây giờ cuối cùng họ cũng đã tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là bị dính lên trên tường có móc cũng không ra điều quan trọng nhất là người được khảm trong bức tường lại là gấu đen cái người được mệnh danh là một trong bốn cao thủ mạnh nhất của hội tân nguyệt bởi vậy mới thấy cú ném của diệp thu có sức mạnh lớn đến thế nào trong khoảnh khắc ấy anh hoàng và cường tử nhìn vào trong mắt của diệp thu cả hai người họ đều tràn ngập sự hoảng sợ. Anh Hoàng và Cường Tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, họ sợ đến mức mắt không rời khỏi được hiện trường. Nói đi, hội trưởng hội Tân Nguyệt của các ông ở chỗ nào? Trước đây họ đã từng nghe người ta nói, tao tát mày một cái dính chặt vào tường, có muốn móc cũng không móc ra được. Diệp Thu đi thẳng tới trước mặt anh Hoàng, anh cúi đầu nhìn anh Hoàng, rồi nhàn nhạt hỏi. Vốn dĩ họ nghĩ đó câu nói này quá mức là phòng đại. Tôi, tôi không biết. Mà bản thân gấu đen thì bị khảm vào trong bức tường đó, thân thể ông ta cũng chẳng hề được rơi xuống. Bởi vậy mới thấy cú ném của Diệp Thu có sức mạnh lớn đến thế nào. Anh Hoàng và Cường Tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, họ sợ đến mức mắt không rời khỏi được hiện trường. Trước đây họ đã từng nghe người ta nói, tao tát mày một cái dính chặt vào tường, có muốn móc cũng không móc ra được. Vốn dĩ họ nghĩ đó câu nói này quá mức là phòng đại, nhưng mà bây giờ cuối cùng họ cũng đã tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là bị dính lên trên tường có móc cũng không ra điều quan trọng nhất là người được khảm trong bức tường lại là gấu đen cái người được mệnh danh là một trong bốn cao thủ mạnh nhất của hội tân nguyệt trong khoảnh khắc ấy anh hoàng và cường tử nhìn vào trong mắt của diệp thu cả hai người họ đều tràn ngập sự hoảng sợ nói đi hội trưởng hội tân nguyệt của các ông ở chỗ nào diệp thu đi thẳng tới trước mặt anh hoàng anh cúi đầu nhìn anh hoàng rồi nhàn nhạt hỏi tôi tôi không biết vẻ mặt của anh hoàng thay đổi ông ta vội vàng lắc đầu ồ vậy sao diệp thu híp hai mắt anh trực tiếp nâng chân của mình lên giẫm lên đùi phải của anh hoàng giang rác họ chỉ nghe thấy âm thanh gãy xương giòn tan xương đùi của anh hoàng bị diệp thu giẫm gãy ngay tại chỗ á tiếng kêu thảm thiết đau đến xé lòng lại vang lên khắp quán bar tôi tôi thật sự không biết cầu xin cậu buông tha tôi chịu đựng sự tra tấn đau đớn kịch liệt như vậy anh hoàng đã từ bỏ tất cả tôn nghiêm và kháng cự của mình ông ta van xin trong đau đớn được thôi đợi đến khi ông chết tôi sẽ thả ông đi diệp thu nheo hai mắt rồi lại giơ chân lên mà lần này anh nhắm tới cái đầu của anh hoàng nhìn thấy vậy anh hoàng sợ đến mức đái ra quần nhưng ông ta vẫn cắn răng như vậy không dám hé răng nói nửa lời. Bởi vì nếu bây giờ ông ta nói ra vị trí của hội trưởng, vậy thì ông ta sẽ không phải là người chết duy nhất, mà là tất cả mọi người trong gia đình ông ta. Nhìn thấy đế giày của Diệp Thu nhanh chóng phóng to ra trong mắt mình. Anh Hoàng nhắm mắt tuyệt vọng. Ông ta biết lần này ông ta chết chắc rồi. Tôi nghe nói, có người đang tìm tôi sao? Tuy nhiên, tại thời điểm này, đột nhiên trong quán ba lại vang lên một giọng nói âm trầm. Nghe thấy vậy, thân thể Diệp Thu ngừng lại, anh thu chân phải về, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Anh nhìn thấy một người đàn ông lịch sự nho nhã, ông ta mặc một bộ vest trắng, kính vàng đeo trên mặt, đang đi xuống cầu thang về phía tầng 1. Khi anh Hoàng nghe thấy câu nói này, ông ta nhanh chóng mở mắt ra và nhìn qua đó. Ngay khi vừa nhìn thấy người này, trên mặt ông ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ông ta nhanh chóng kêu cứu, "Hội trưởng, mau cứu tôi!" rõ ràng người đàn ông lịch sự nho nhã, khí chất con nhà dòng dõi có học này rất là hội trưởng của hội Tân Nguyệt từ Vân Long. Nếu như anh ta đang đi dạo trên phố mà nói, thì những người khác sẽ chỉ nghĩ anh ta là một giáo viên đại học thôi. Không ai có thể ngờ rằng anh ta lại là một tên ác quỷ cầm đầu một băng nhóm buôn người. Sau khi từ Vân Long bước đến lầu một, anh ta liếc mắt nhìn anh Hoàng trước. Trong mắt anh ta lóe lên một tia chán ghét rồi lạnh lùng nói, thật vô dụng. Vẻ mặt của anh Hoàng lại thay đổi, ngay lập tức cảm thấy ấm ức đến cực điểm, hội trưởng, không phải em kém cỏi mà là cái tên này quá mạnh mẽ, ngay cả anh gấu cũng bại trong tay cậu ta. Nói xong, anh Hoàng nhanh chóng dùng ngón tay của mình chỉ tới gấu đen đang được khảm trên tường. Từ Vân Long nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay của anh Hoàng. Vừa nhìn thấy cảnh trước mặt, cả người từ Vân Long lập tức sướng sờ, khuôn mặt đang bình thản của anh ta cũng lóe qua một tia ngạc nhiên và hoảng sợ. Dễ dàng nhận thấy, anh ta cũng không có nghĩ đến cảnh tượng đó. Ngay đến cả gấu đen một trong bốn cao thủ mạnh mẽ nhất dưới tay anh ta cũng bị đánh bại mà còn thất bại thảm hại như vậy. Điều này làm cho sắc mặt Từ Vân Long lập tức trở nên tối tăm hơn, anh ta lạnh giọng hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh Hoàng vội vàng kể cho Từ Vân Long biết mục đích chuyến đi tới đây của Diệp Thu, và còn chuyện Diệp Thu đe dọa sẽ phá hủy hội Tân Nguyệt, ông ta cũng nhanh chóng nói qua một lượt. Sau khi nghe xong, trong mắt Từ Vân long lóe lên một tia sáng lạnh. Anh ta quay đầu nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi, cậu định lo chuyện bao đồng, quản việc của hội Tân Nguyệt chúng tôi sao? Đúng vậy. Diệp Thu gật đầu, anh thản nhiên trả lời. Cậu có biết làm như vậy thì sẽ có hậu quả gì không? Từ Vân long híp hai mắt hỏi. Không biết. Diệp Thu lắc đầu, chương 179, ba cao thủ mạnh nhất. Đừng nhìn cái tên Từ Long Vân này phong độ lịch sự nhưng mà một khi anh ta nổi giận thì cũng vô cùng đáng sợ vào lúc này ánh mắt anh hoàng và cường tử nhìn diệp thu giống như đang nhìn một người chết vậy bởi vì hai người biết sẽ nhanh thôi diệp thu sẽ nhanh chóng biến thành một xác chết trước giờ chưa từng có ai có thể sống qua cơn giận của từ vân long cho dù diệp thu có lợi hại thế nào thì hôm nay cũng đừng hòng sống sót đi ra ngoài thằng nhóc nói đi cậu muốn chết như thế nào là tự mình chấm dứt hay là tôi giúp cậu tôi khuyên cậu nên cho mình một cái chết sảng khoái đi, nếu để tôi giúp cậu, vậy thì cậu sẽ vô cùng đau đớn. Con người của tôi có một sự đam mê nhỏ, đó là trước khi giết người sẽ tra tấn họ một cách hung tàn, làm cho bọn họ sống không được mà chết cũng không xong. Từ Vân Long nhìn Diệp Thu, hai mắt lập lè lạnh lẽo, giọng điệu lạnh băng nói. Nếu tôi không chọn thì sao? Diệp Thu hít đôi mắt, nhàn nhạt hỏi. À, vậy thì không thể theo ý cậu rồi. Từ Vân Long cười khinh miệt, ngay sau đó trực tiếp quát lên, lên đi. Cùng lúc với hiệu lệnh của từ Vân Long, một nhóm đàn ông cầm vũ khí trong tay nhào ra từ các góc trong quán bar, đông đen như kiến, bùa vây diệp thu từ bốn phương tám hướng. Xem số lượng người thì ít nhất cũng phải đến hai ba trăm người, hơn nữa đều rất chỉnh tề, bước chân nhất trí, vừa nhìn thấy là biết đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Nếu là người bình thường, có lẽ vừa thấy cảnh này sẽ bị dọa đến tè ra quần, nhưng mà vẻ mặt diệp thu vẫn bình tĩnh như cũ giống như từ đầu đến cuối không nhìn thấy đám người này chỉ chốc lát sau bốn phía quanh diệp thu đã bị những thành viên tân nguyệt cầm vũ khí vây quanh đến nước chảy không lọt lúc này cho dù có là một con muỗi thì cũng đừng mong chui được ra ngoài tuyệt vọng không từ vân long nhìn diệp thu khóe môi cong lên một nụ cười lạnh hỏi đám người này ít quá còn chưa đủ để tôi nhét kẽ răng diệp thu bĩu môi nhàn nhạt nói Nghe vậy, Từ Vân Long hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó bắt đầu cười lạnh, ha ha, được lắm, có gan lắm. Nể mặt cậu có thể đánh bại gấu đen, cũng được coi là cao thủ, dựa nào chút người này mà muốn dọa được cậu đúng là có chút khó. Một khi đã như vậy, nói tới đây. Từ Vân Long quay đầu liếc nhìn lên lầu 2, lạnh lùng nói, ba người các cậu cũng đừng đứng đó nhìn, nhanh xuống đây đi. Ha ha ha, chỉ nghe một tiếng cười to sang sảng, ba bóng người lóe lên trên cầu thang, sau đó nhanh chóng đi ra phía sau tử vân long. Ba người này lần lượt là một lão già có dâu bạc trắng, một người đàn ông trung niên mặc trang phục tê quân do, một người vô cùng mập mạp, phỏng trừng nặng đến hơn 300 cân. Mà ba người này chính là ba cao thủ mạnh nhất dưới tay Tử Vân Long. Nói về lão già có dâu trắng trước, quyền pháp phá phong của ông ta vô cùng điêu luyện và xuất sắc. Vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, còn về hai người khác càng không cần phải nói. Người đàn ông trung niên chính là cao thủ đai đen tê quân do, một chân có thể đá gãy một cái gỗ to đùng. Mà tên mập kia là loại chiến sĩ chuyên phòng ngự và có lực lượng thân hình nhờ cơ thể giống như xe tăng của anh ta. Tên đó không chỉ ra dày thịt béo mà đánh thể nào cũng không làm cho anh ta bị đau. Lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, cân nặng của anh ta hơn 150 kg, có khi chỉ cần đặt mông ngồi xuống thôi cũng chẳng ai có sức khiêng được anh ta lên ba người này đều là nhân vật tàn nhẫn, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn so với gấu đen nhiều. Tân Nguyệt có thể tồn tại đến nay, ngoại trừ từ Vân Long tàn nhẫn độc ác, thì không thể không kể công của ba người này. Hội trưởng, chỉ là một thằng nhãi danh còn con mà thôi, không cần chúng tôi phải ra tay chứ. Lão già dâu bạc liếc nhìn Diệp Thu, đầy mặt khinh thường nói. Đúng vậy, tôi còn chưa khởi động xong đâu, một mình anh ta không đủ cho tôi ra tay. Tên mập cũng ngùa theo nói. Này, các người cũng đừng cho thường thằng nhóc này đến cả gấu đen cũng không phải đối thủ của cậu ta điều này chứng minh cậu ta vẫn có thực lực nhất định từ vân long cười lạnh nói ngay sau đó ông ta dùng ngón tay chỉ vào gấu đen đang bị khảm trên vách tường ba tên cao thủ cùng cùng nhìn thoáng qua cũng đều trở nên sửng sốt có chút thú vị một khi đã thế vậy để người này cho ông già như tôi đối phó đi hãy tin tôi chỉ cần một chiêu là ông đây đã có thể trực tiếp giết chết nó lão già dâu bạc vuốt dâu của mình, vẻ mặt ngạo mạn nói. Con mẹ nó, ông già, ông đúng là không biết xấu hổ, khó lắm mới có một thằng nhóc không biết trời cao đất rộng, đương nhiên phải để tôi lên trước, ông chờ sau đi. Tên mập lập tức có chút không vui nói. Vẫn nên để tôi đến đi, lâu rồi chưa ra tay, tay chân tôi sắp dỉ xét hết rồi. Tên đàn ông trung niên cũng tranh nhau nói. Hiển nhiên, ở trong mắt ba người, Diệp Thu giống như là con mồi đang chờ làm thịt e sợ bị đối phương giành mất. Vào lúc này, ba tên cao thủ tranh chấp với nhau, ai cũng muốn ra tay đối phó với Diệp Thu giành lấy công lao này. Từ Vân Long nhíu mày, lạnh lùng nói, "Đủ rồi." Ba cao thủ lập tức ngậm miệng lại, không dám hé răng. Tuy rằng bọn họ có địa vị khá cao trong Tân Nguyệt, là cao thủ đứng đầu trong Tân Nguyệt. Nhưng bọn họ vẫn không dám không nghe lời nói của Từ Vân Long. "Lão Hầu, bắt đầu từ ông trước, giải quyết nhanh thằng nhóc kia đi." Từ Vân Long quay đầu nhìn lão già dâu bạc, trực tiếp ra lệnh nói. Tuân lệnh, trong mắt ông già dâu bạc đầy sự vui vẻ, vội vàng chắp tay hành lễ với Từ Vân Long. Ngay sau đó ông ta còn cố ý khoe mẽ với tên mập và tên đàn ông trung niên, cười nói, xin lỗi hai vị, đây chính là sắp xếp của hội trưởng, vậy thì lão già này không khách sáo nhé, cái công lao này thuộc về lão già tôi rồi. Nói xong, lão già dâu bạc trực tiếp xoay người, rào rạt đắc ý đi về phía Diệp Thu. Mẹ kiếp, công lao bị lão già này giành mất, thằng mập tôi muốn đi hành hạ con kiến mà không được, đúng là tức giận mà. Tên mập vỗ cái bụng to của mình, tức giận nói. Tên đàn ông trung niên cũng mất mát lắc đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chương 180, sư mẫu ông dậy phải không? Tự cao, không thể không nói, từ vân long đúng là quá tự cao. Đối với chuyện này, Diệp Thu cũng chỉ lắc đầu, Bất đắc dĩ nói, xem ra không thể nào khuyên ông quay đầu được. Một khi đã vậy thì tôi đây chỉ đành phải giết ông thôi. Nhưng mà nghe những lời ấy, Từ Vân Long lại ngửa đầu cười ha 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 ha. Giết tôi ư, nhóc con? Bây giờ cậu chỉ là tượng bồ tát bằng bùn phải băng qua sông, bản thân mình còn khó giữ nổi, thế mà còn muốn lo chuyện không đâu, tuyên bố muốn giết tôi ư? Cậu thật đúng là không rõ tình cảnh hiện giờ của mình mà tôi thấy ông mới đúng là người không rõ tình cảnh hiện giờ của mình đấy chứ khóe miệng diệp thu hơi cong lên vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ điều gì nói ha ha cậu cứ tiếp tục làm việc chết đến nơi còn mạnh miệng đi tôi cũng thật muốn xem xem xương cốt của cậu có cứng như miệng của cậu hay không từ vân long cười lạnh lùng sau đó trực tiếp ra lệnh với ông già dâu bạc lão hầu giết cậu ta cho tôi không thành vấn đề khóe miệng lão già dâu bạc hiện lên một nụ cười lạnh lùng lập tức nhìn sang Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói, nhãi danh, đã nói lời trăng chối rồi thì tiếp theo nên tiễn mày đi thôi. Nói rồi, lão già dâu bạc không nhiều lời với Diệp Thu nữa, tay phải nắm chặt, đánh thẳng về phía Diệp Thu. Một quyền này vừa nhanh vừa ác, mang theo tiếng gió vù vù. Hiển nhiên lão già dâu bạc muốn một chiêu đánh chết Diệp Thu luôn, trực tiếp thi triển ra quyền pháp phá phong chiêu thức sở trường của mình. Nếu bị một quyền này đánh trúng, vậy chắc chắn Diệp Thu sẽ chết không thể nghi ngờ đi chết đi cho tao. Lão già dâu bạc cười lạnh lùng, quyền pháp phá phong đánh thẳng về phía trái tim của Diệp Thu. Thế nhưng Diệp Thu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích như cũ. Điều này khiến khóe miệng cười lạnh của lão già dâu bạc càng nhếch lên thêm. Quyền pháp phá phong của ông ta vô cùng nhanh. Nếu trong chớp mắt khi ông ta ra quyền, Diệp Thu dùng toàn lực trốn tránh thì may ra còn có một con đường sống. Chỉ là Diệp Thu thế mà lại lựa chọn đứng yên tại chỗ không động đậy đây chính là hành động hoàn hoàn muốn chết. Trong mắt lão già dâu bạc, chắc chắn bây giờ Diệp Thu sẽ chết dưới quyền pháp phá phong của mình. ầm uhm, chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, đồng thời quyền pháp phá phong đánh mạnh vào lồng ngực Diệp Thu. Khóe miệng lão già dâu bạc lập tức lộ ra một nụ cười khẩy đắc ý, đi chết đi. Nhưng mà ngay khi lão già dâu bạc cho rằng tiếp theo Diệp Thu sẽ hộc máu bỏ mình thì Diệp Thu vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, thậm chí biểu cảm trên mặt vẫn chẳng có chút thay đổi, cứ như quyền pháp phá phong vừa rồi của lão già dâu bạc không hề đánh lên người anh vậy tình huống gì thế này cả người lão già dâu bạc đang sướng sờ vì ngạc nhiên trên mặt phủ kín dáng vẻ không thể tin nổi phải biết rằng quyền pháp phá phong của ông ta không chỉ có tốc độ cực nhanh hơn nữa sức mạnh còn rất kinh người với cái thân thể đó của diệp thu ông ta tự tin tuyệt đối có thể dùng một quyền đánh chết diệp thu huống hồ ban nãy một quyền kia còn trực tiếp đánh mạnh lên trái tim diệp thu diệp thu không thể nào chẳng hề thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút như vậy chứ điều này khiến lão già dâu bạc đột nhiên không thể bình tĩnh trong lòng phủ đầy sự khó hiểu mà đúng lúc này khóe miệng diệp thu hơi nhếch lên châm biếm nói quyền pháp không tồi sư mẫu ông dậy phải không trả lại cho ông này vừa dứt lời còn chưa đợi lão già dâu bạc kịp phản ứng lại chỉ thấy bả vai diệp thu hơi run lên tức thì một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ bác ngược trở về phía lão già dâu bạc dọc theo cánh tay mà giờ phút này, lão già dâu bạc vẫn duy trì tư thế một quyền đánh vào trên người Diệp Thu. Cho nên sức mạnh vô cùng mạnh mẽ này lập tức bắn ngược hết lại lên tay lão già dâu bạc. Sắc xác, xác, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy vô cùng giòn giã phát ra. Sức mạnh khủng bố đó khiến cánh tay lão già dâu bạc đứt gãy thành hai đoạn. Ngay lập tức, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt bay tứ tung. Mà nửa đoạn cánh tay đó của lão già dâu bạc lập tức bị đánh bay ra rất xa, bay tới tận ngoài cửa lớn của quán ba mới dừng lại. Nói cũng khéo, đúng lúc này có một con chó săn đi ngang qua. Con chó săn đó còn tưởng ai ném xương ra cho, há mồm gặm nửa cánh tay kia chạy thẳng đi luôn. Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, một đám ngây ra như phóng mắt mở thật lớn, miệng sắp nhét được vào cả một quả táo. "A, à, cánh tay của tao!" Ngay lập tức, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khắp quán ba lão giả dâu bạc ngã trên mặt đất, ôm nửa cánh tay cụt còn sót lại của mình là kêu gào đau đớn thảm thiết. Tiếng gào thảm thiết ấy khiến những người nghe phải hít vào một ngụm khí lạnh. Mà khi bọn họ nhìn sang Diệp Thu thì trong hai con mắt tràn ngập sự sợ hãi, không còn một chút khinh bỉ nào nữa. Tại sao lại có thể như vậy? Từ vân long nhíu hai mắt lại, mặt cũng xa sầm. Lúc đầu anh ta còn không đặt Diệp Thu vào trong mắt. Kể cả khi Diệp Thu đánh bại gấu đen, anh ta vẫn chẳng thèm để ý tới Diệp Thu. Dù sao thì ba cao thủ còn lại cũng mạnh hơn rất nhiều so với Gấu Đen. Cho đến tận khi cảnh tượng kỳ dị kia xuất hiện, Từ Vân Long mới biết có thể mình đã đụng phải một cục xương cứng. Điều này khiến Từ Vân Long nhíu hai mắt lại, trong mắt hiện lên sự chăm chú. Sau đó anh ta vội vàng nhìn sang tên mập mạp và người đàn ông trung niên, hỏi: "Hai người các anh kết hợp lại có thể giải quyết được anh ta hay không?" Chuyện này, tên mập mạp và người đàn ông chung hơi do dự. Trước kia bọn họ phía sau tranh lên phía trước, giờ phút này như hoàn toàn biến thành một người khác. Ngay từ lúc đầu, bọn họ chỉ coi Diệp Thu như cặn bã, đều muốn cho Diệp Thu ăn hành. Như thế mới có thể đã nghiền, vừa có thể khoe khoang, vừa có thể lập công. Nhưng bây giờ nhìn lại, sao Diệp Thu lại là cặn bã cho được? Đây rõ ràng chính là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Hơn nữa sau khi nhìn thấy bộ dạng thảm bại sau đó của lão già dâu bạc, điều này khiến trong lòng hai người bọn họ lập tức càng thêm đề phòng. Hội, hội trưởng, khó nói lắm, thân thủ của người này thật sự rất kỳ lạ, đừng nói hai bọn tôi liên thủ, cho dù là bốn cao thủ mạnh nhất của chúng ta cùng nhau đối phó với cậu ta, sợ là cũng không phải đối thủ của cậu ta. Tên mập mạp cười khổ nói. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 180.